Phần thứ ba sẽ là những cái phần mà hỏi hỏi đáp trả lời. Rồi phần cuối cùng là phần chào ha. Thì em cũng xin là đại diện ban tổ chức là em mời anh Thuận có đôi lời chia sẻ với lại các bạn trong cái diễn đàn hôm nay ạ. Rồi, anh cảm ơn Nhâm. Thuận gửi lời chào đến tất cả các anh chị và cảm ơn các anh chị rất nhiều đã dành cái thời gian của ngày thứ bảy ngày hôm nay để tham gia với cái sự kiện. Thì cũng hơi bất ngờ là cái sự kiện này khi mà đưa ra thì cũng có rất nhiều các anh chị hưởng ứng và tham gia cùng với lại Việt Nam Hospitality Hub, cũng như là coi như là có rất là nhiều các cái phản hồi tích cực. Dạ, thì cũng thông qua sự kiện này thì Thuận cũng muốn có một số cái đôi lời chia sẻ một chút về cái Việt Nam Hospitality Hub để mọi người có thể hiểu hơn và biết được là Việt Nam Hospitality Hub thì làm cái gì ha. Thì cũng rất là chia sẻ, rất là tình cờ thôi là sau cái 5 buổi chia sẻ về Revenue Management tuần làm hôm cuối tháng 7 và đầu tháng 8 á, thì cũng nhận được khá là nhiều các cái phản hồi tích cực của các anh chị trong ngành. Thì từ đó thì Thuận và cũng như ban tổ chức là ở đây thì có bạn Trinh và bạn Nhâm cũng cùng tham gia, nên mình mới nghĩ là có phải nên chăng mình sẽ tạo ra một cái tên, một cái name nào đấy đó mà nói chung là dễ communicate với lại cộng đồng, để ai cũng kiểu là có cùng một cái tên để dễ liên lạc, dễ dễ nói chuyện thôi. Thì lúc đó ngồi nghĩ ra cái tên là Việt Nam Hospitality Hub. Dạ, thì xác định là đây là một cái cộng đồng hospitality ở tại Việt Nam. Và sau đó thì cũng ngồi để nghĩ ra cái tầm nhìn là cái sứ mệnh của mình cần phải làm cái gì để có một cái kim chỉ nam, cũng như là cái định hướng cho các cái hoạt động sắp tới. Thì Toàn cũng muốn chia sẻ về cái mission, cái nhiệm vụ, cái sứ mệnh ở đây. Thì mục tiêu là muốn tạo ra một cái sân chơi để kết nối. Đầu tiên là để kết nối các anh chị trong cái ngành hospitality. Sau đó là chúng ta cùng chia sẻ lẫn nhau. Và học hỏi. Nói chung là chia sẻ, rồi sau đó là mình học hỏi lẫn nhau. Thì từ những cái chia sẻ học hỏi đó thì mình sẽ earn một cái gì đấy, tức là dạng anh chị sẽ tích lũy được một cái gì đấy cho bản thân mình. Dạ. Rồi thì từ đó anh chị sẽ có thể là anh chị sẽ return một cái gì đó lại cho cộng đồng, tức là mình sẽ cho đi cái gì đó về cho cộng đồng. Thì cái đó là cái mà Thuận cũng như là các cộng sự cũng như là Việt Nam Hospitality Hub á, muốn mang đến cho cái cộng đồng hospitality tại Việt Nam. Và vì cái tầm nhìn là muốn là mình sẽ có được một cái better sustainable hospitality industry. Thì cái đó là cũng muốn chia sẻ với anh chị để anh chị hiểu được về cái hoạt động của Việt Nam Hospitality Hub. Thì để tham gia các cái buổi chia sẻ dạng giống như thế này, những cái sự kiện dạng giống thế này, thì anh chị hoàn toàn có thể tham gia cùng với chúng tôi bằng cách là có thể anh chị nghĩ một cái, anh chị có một cái topic nào đấy, một cái đề tài nào đấy mà anh chị cảm thấy rằng nó thực sự mang lại giá trị cho cộng đồng, thì cứ liên hệ với Thuận hoặc là các cộng sự, và hoặc là chat trên gửi email hoặc là chat trên Facebook gì đấy. Thì Thuận và và ban tổ chức sẽ hỗ trợ anh chị, sẽ làm việc cùng để từ đó mình hiện thực hóa cái buổi đấy, cái buổi chia sẻ đấy. Đó thì hàng tuần á thì Thuận và cũng như ban tổ chức nghĩ là cứ hàng tuần á thì cố gắng duy trì một cái hoạt động vào cuối tuần, có thể thứ bảy hoặc là chủ nhật. At least là một cái hoạt động. Thì trong đó mình sẽ có một cái đề tài chia sẻ rồi thảo luận nào đấy liên quan đến cái ngành hospitality của mình từ đây cho nên sắp tới đến thời kỳ sắp tới. Thì các cái chủ đề thì nó cũng xoay quanh chuyện sales marketing như thế nào, rồi sau này có thể là sẽ mở rộng ra các cái topic liên quan đến vận hành F&B hoặc là tài chính. Thì gần như các cái mảng của cái mảng hospitality á thì đều muốn là có những anh chị sẽ chia sẻ và cho lại những cái giá trị cho cộng đồng á. Và thông qua những cái buổi như thế này á, thì Thuận cũng muốn gọi là gửi cái thông điệp này đến mọi người để mình cùng lan tỏa, và hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành và
hưởng ứng cái việc chia sẻ này để chúng ta kiểu gọi là cho đi một cái gì đấy để giá trị cho cộng đồng. Thuận rất là tâm đắc với một cái những cái câu như là cho là nhận, hoặc là cho đi là còn mãi, kiểu như vậy. Thì đó là những cái mà Thuận khá là tâm đắc với những cái lý tưởng như vậy. Thế thì hy vọng rằng cũng tạo nên được một cái hấp để giúp cho cái cộng đồng chúng ta nói chung là gọi là kết nối và gắn kết được với nhau để cùng nhau vượt qua cái đoạn khó ở cái đoạn COVID này. Dạ, thì đó là các cái lời chia sẻ với các anh chị để nắm về cái Việt Nam Hospitality Hub. Dạ, thì ngày hôm nay thì cũng đại diện ban tổ chức á, thì cũng chia sẻ với các anh chị là có một vài cái thay đổi so với ban đầu là có anh Công đại diện cho team sale á, bên team sale thì vào giờ chót thì vì lý do sức khỏe cho nên là anh Công không có tham gia được. Thì ban tổ chức có mời anh Thạch bên BKMX để tham gia và chia sẻ, coi như là thay thế để chia sẻ. Ngoài ra thì bên team revenue thì ban đầu có 4 người thôi. Tuy nhiên thì vào giờ chót team revenue quyết định là có thêm một nhân tố bí ẩn để tăng cường lực lượng. Và đó là chị Thanh Đặng bên Marriott International, vị trí là Revenue Director bên đấy. Thì cũng hy vọng rằng nói chung là những cái sự thay đổi này nó cũng không có ảnh hưởng lớn đến cái sự kiện của chúng ta. Và mong rằng các cái diễn giả đại diện cho cả hai đội sẽ cùng chia sẻ và có những cái chia sẻ nó rất là thiết thực và nó thú vị ở cái sự kiện ngày hôm nay. Và chân thành cảm ơn các anh chị. Chắc mời Nhâm tiếp tục ha. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Dạ các anh chị ơi, mình giúp em là mình tách camera được không ạ? Mình tách camera mới tách tiếng, tại vì đường truyền có nhiều người vào quá nên là không ổn định. Dạ, em cảm ơn mọi người ạ. Dạ vâng, để tiếp theo thì em xin mời đại diện của đội sale ạ. Mình hôm nay thì sẽ đội sale thì sẽ dành khoảng tầm 1 phút để giới thiệu về cái thành phần tham dự ạ. Dạ em xin mời chị Trúc ạ. Mỗi người 1 phút ngang cho hết nhiều người. Mỗi người 1 phút dài quá. Hello mọi người, chắc có nhiều anh chị trong đây cũng biết Trúc rồi đúng không? Có nhiều anh chị chắc là chưa. Chú làm giác co chắc cũng khoảng 20 năm. Và 5 năm còn lại là làm cho những cái standalone brand, cũng có setup, cũng có tư vấn chiến lược cũng có. Thì bây giờ sau 25 năm rồi chú quyết định là chú không đi làm nữa. Vì chú mở ra công ty riêng. Công ty đó là Bamboo Flute, chuyên về xây dựng thương hiệu, xây dựng chiến lược sales and marketing. Sau đó là bao gồm cả mở cửa khách sạn. Và một cái dịch vụ nữa chú cũng đang còn làm là kết nối giữa những chủ đầu tư cùng với lại international, mình gọi là operators để manage khách sạn. Thì nói chung cái đó là chủ yếu là international brand là nhiều. Thì đã nghỉ 25, đã nghỉ rồi nhưng mà chú vẫn một phần là nó cũng cho mình nhiều thứ. Cho nên chú cũng nói với Thuận là mình có những kinh nghiệm trong ngành này. Thì cái đó cũng là một cái để giống như là mình quay trở lại để cùng với các anh chị, các bạn chia sẻ những kinh nghiệm cho những cái lớp trẻ. Hoặc là thậm chí mình còn có được một vài cái kinh nghiệm từ những lớp trẻ nữa cũng không biết chừng. Tại vì họ cũng có những cái mới của họ. Thì hôm nay rất là vui. Cảm ơn Thuận đã mời chị vào cái forum này nha. Hy vọng là mình sẽ có một buổi discussion thật là hay. Cảm ơn chị. Để chắc tiếp tục mời đại diện của chị Trúc, bên đây chị Trúc là đại diện của team sale ha, thì chắc mời các anh chị đó, kế tiếp của bên sale. Dạ. Yeah. Em xin mời chị Chi ạ. Dạ em mời chị Chi bên đại diện bên team sale nữa ạ. Team sale mình hôm nay có 4 người. Em chào các anh chị, em chào các anh chị em ạ. Em tên là Tạ Kim Chi, em cũng có tầm 15 năm trong ngành hospitality rồi. Em cũng làm một số khách sạn quốc tế như là Hilton Hà Nội Opera, Sofitel Plaza Hà Nội hay là Novotel Long Bay. Em cũng làm một số cái brand local, tập đoàn local như là Vinpearl, Garmin Theme Park hay là Imperial. Em là đã từng là DOS của Empire, Coco Bay, Naman Retreat, Park Retreat, DOSM của Insight Emilia Hạ Long, DOSM của Sunset Sanato Phú Quốc,
Commercial Director của Radisson Đà Nẵng. Và em cũng có tầm khoảng gần 3 năm làm trong khối chiến lược của ngân hàng Techcombank với cả McKinsey. Thì hiện tại em cũng đang manage hai cái brand riêng, hai công ty riêng của em. Một công ty là về bán khách lẻ, khách cọp. Còn một công ty nữa là em đang đại diện sale marketing cho khoảng 7 resort, khách sạn và khu vui chơi ở Việt Nam. Mà được một cái là cũng nhân tiện là em cũng cảm ơn các anh chị em đã yêu quý và đồng hành. Cho nên là trong 7 cái resort của em thì hiện tại là trong mùa Covid, nhưng mà 3 cái resort là hiện tại lúc nào cũng full. Cái resort ở Phú Quốc 4 sao thì occupancy cũng được 40%, và một cái khách sạn ở Vũng Tàu hiện tại thì cũng đang đàm phán và cũng chuẩn bị nhận được một số cái hợp đồng ký quỹ cho năm 2021 và 2022. Thì em rất là cảm ơn ban tổ chức đã cho em có cơ hội được tham dự vào chương trình ngày hôm nay. Em cũng hy vọng là những gì mà em tích lũy được cũng như kinh nghiệm của em trong quãng thời gian mà em làm việc có thể thúc đẩy và hỗ trợ cho ngành mình phát triển hơn. Em cảm ơn. Dạ, em cảm ơn chị Chi rất là nhiều ạ. Dạ rồi, em xin mời anh chị tiếp theo ạ. Em xin mời anh Phong ạ. Xin chào mọi người với lại anh chị em ha. Thì Phong giới thiệu ngắn thôi. Hiện nay Phong đang làm Director of Sales Marketing của Stella Big Resort, là một boutique resort 5 sao ở Phú Yên, cũng là cái resort mới hiện nay. Thì trước đó thì có làm việc bên Bayantry, bên W Marriott Phú Quốc và Le Meridien, cũng như Intercon Nha Trang. Thì rất là may mắn là mình có cơ hội để mình được trải nghiệm những khách sạn bên hệ thống tập đoàn cũng như là khách sạn độc lập. Nên hôm nay là cũng cơ hội cho Phong có thể chia sẻ những cái vấn đề mà mình gặp phải từ hai phía quản lý khách sạn khác nhau, nhưng mà đều có những cái mà mình cần chia sẻ cũng như là những cái mà mình cần hiểu biết để đọc đụng với lại bộ phận review khi mà mình công việc nó xảy ra. Rồi Phong chia sẻ ngắn thôi, cảm ơn mọi người. Dạ vâng, em cảm ơn anh Phong. Dạ rồi, để tiếp tục thì em xin mời anh Thạch ạ. Dạ em mời anh Thạch bên team sale ạ. Dạ rồi, Thạch xin chào anh chị, xin chào mọi người. Thì Thạch cũng rất là vui và vinh dự được tham gia cái sự kiện ngày hôm nay. Thì hiện nay Thạch đang làm DSM cho tập đoàn khách sạn Becamex trên Bình Dương, đang quản lý một khách sạn 3 sao là 172 phòng, và khách sạn 4 sao là 315 phòng và một trung tâm nhà hàng tiệc cưới trên Thủ Dầu Một của Bình Dương. Thì Thạch khởi nghiệp năm 2003, thì hiện nay là cũng được 18 năm kinh nghiệm, thì cũng làm rất nhiều cái bộ phận cũng như những khách sạn khác nhau, ví dụ như là Equatorion, Sheraton, hoặc là thị trường của Phan Thiết và Seahorse, New World, Caravelle, Intercon, Nam Nghi, ở Wyndham Legend, Hạ Long. Thì, đó là những khách sạn Thạch từng làm qua trước khi Thạch về Becamex làm từ năm 2018. Thì hy vọng là hôm nay Thạch cũng có cái dịp để cùng với các anh chị để chia sẻ những cái kiến thức để làm cho cái forum hôm nay của chúng ta nó thật là ý nghĩa, thật là mang lại nhiều cái điều bổ ích cho mọi người. Xin cảm ơn. Dạ, em rất là cảm ơn cái lời chia sẻ của anh Thạch ạ. Ok, đây là team của bên sale. Thì sau đây thì em sẽ xin giới thiệu là team bên revenue. Mình cũng có một đội ngũ rất là hùng hậu để mà tham gia trong cái diễn đàn ngày hôm nay ạ. Dạ em xin mời chị Hà bên team revenue ạ. Dạ chị Hà ơi, mình mở loa lên ạ. Xin chào tất cả các anh chị, các bạn và các em. Lần đầu tiên mình tham gia một diễn đàn lớn như thế này và rất là ấn tượng về sự nhiệt tình và cũng có sự đông đảo quan tâm của các bạn về chuyên ngành. Mặc dù là mình ở trong một cái giai đoạn rất là khó khăn cho tất cả các khách sạn cũng như resort đang hoạt động ở trong ngành hospitality. Và cũng cùng với mong muốn, cùng chung một cái chí hướng như là anh Thuận đã chia sẻ, thì mình rất là vinh dự được tham gia diễn đàn ngày hôm nay với một tư cách là speaker trên vị trí revenue. Mình tự giới thiệu rằng là mình cũng có khoảng 18 năm làm việc ở trong ngành khách sạn, chủ yếu là gắn liền với bên khách sạn Metropole, và hiện giờ thì mình đang là giám đốc doanh thu của khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, và cũng là Area Revenue Manager cho khu vực phía Bắc của Accor, tức là ở khu vực phía Bắc thì hiện giờ mình đang có 13 khách sạn đang hoạt động và đang mở cửa. Thế thì trước khi mà ở vị trí revenue thì mình đã từng có khoảng 3 năm làm ở vị trí front office, 2 năm rưỡi ở vị trí assistant revenue, và sau đó là reservation managers.
Mình cũng đã có 5 năm làm việc ở vị trí sales, lên đến sales leader, và sau đó thì đến tận thời điểm này mình ở vị trí revenue, và ở vị trí area revenue được 3 năm. Rất hy vọng rằng là hôm nay sẽ được nghe rất nhiều các ý kiến và sự chia sẻ từ các bạn sales, từ các bạn phụ trách những vị trí liên quan đến vấn đề bán hàng, vì nó cũng là một cái kinh nghiệm và nó bổ sung tích lũy những cái kiến thức để bọn mình có thể có những cái chia sẻ hoặc là thực hiện trong thực tế một cách có hiệu quả hơn từ vị trí revenue. Cảm ơn các bạn. Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ của chị Hà từ bên team revenue. Dạ, sau đây thì em cũng xin giới thiệu chị Trang ạ. Dạ, em mời chị Trang giới thiệu ạ. Xin chào tất cả các anh chị. Mình là Trang, hiện tại thì đang là giám đốc doanh thu của Sun Hospitality Group, thuộc Sun Group. Hiện tại thì mình cũng đã có 18 năm kinh nghiệm ở trong ngành dịch vụ khách sạn và cũng từ front office giống như chị Hà. Tuy nhiên là chưa có làm sales bao giờ cả, mà từ front office rồi sang reservation và làm revenue thôi. Một thời gian khá là dài nhưng cũng đã làm qua kể cả như Do Hotel này, rồi McQ Hà Nội, tức là cũng thuộc Accor. Và sau đó mình chuyển sang SLC Group được 3 năm và bây giờ thì đang là giám đốc doanh thu của khối nghỉ dưỡng bên Sun Group. Hiện tại thì Sun Hospitality đang sở hữu 13 cơ sở đang hiện tại vận hành và kinh doanh. Và chủ yếu là thuê các tập đoàn nước ngoài quản lý, ví dụ như là JW Marriott Phú Quốc hay là Intercontinental Đà Nẵng, rồi một số khách sạn Accor nữa. Thì cũng với những cái hào hứng giống như là chị Hà và các anh chị khác khi mà tham gia cái forum ngày hôm nay, thì mình cũng rất mong muốn được nhận được sự chia sẻ rất là cởi mở và vui vẻ từ tất cả các anh chị từ team revenue và team sales, để chúng mình cũng có thể học hỏi lẫn nhau và mỗi người sẽ tìm ra được một cái cách nào đó để tháo gỡ những cái khúc mắc khi mà làm việc giữa sales và revenue. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Dạ vâng ạ. Rồi, em cảm ơn chị Trang rất là nhiều. Dạ, tiếp theo thì em xin mời chị Thanh ạ. Dạ, xin chị có đôi lời chia sẻ với các bạn. Chào các bạn, mình là Thanh. Hiện tại thì mình là in charge revenue management cho khách sạn Le Mien Sài Gòn và một số khách sạn của Marriott khác ở trong Việt Nam. Mình có trong tay khoảng chừng 6 khách sạn. Thì trước khi mà cái đây là cũng là một cái công việc mới của mình cũng bắt đầu cái công việc này khoảng từ tháng 4 năm nay. Còn trước đây thì mình làm 12 năm ở trên cũng vị trí director of revenue management của một số khách sạn của tập đoàn Marriott như là Sheraton Nha Trang, Le Mien Sài Gòn. Như mình đã nói, mình cũng có cơ hội làm qua một số khách sạn độc lập, ví dụ như là Sunrise Nha Trang, và một khách sạn cũng còn nhớ tên, cũng ở Nha Trang. Thì mình cũng như các bạn là cũng có một số cái kinh nghiệm như làm tiếp tân được khoảng vài năm, mình cũng có kinh nghiệm làm sales được khoảng 2 năm, và sau đó thì mình quyết định rằng là mình yêu cái nghề revenue và từ đó mình chuyển hẳn qua revenue. Ngoài những công việc revenue hàng ngày của mình thì mình cũng có thêm một số cái mối quan tâm, là quan tâm làm sao mà phát triển con người, đào tạo con người, với lại làm sao cho các bạn đạt được những cái thành quả cao nhất trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Và cái forum này thì hoàn toàn mới mình, chị Hà liên lạc mình trong vòng khoảng chừng một tuần đổ lại đây, và mình thấy đây cũng là một cái cơ hội hay để cho mình có điều kiện mà giao tiếp với tất cả các mọi người ở mọi cái khía cạnh, và cũng chia sẻ các khó khăn và tháo gỡ, để cuối cùng thì mục tiêu chung là cũng là đạt được doanh thu cao nhất cho khách sạn. Cảm ơn các bạn. Dạ, yeah, em cảm ơn chị Thanh rất là nhiều ạ. Rồi, để tiếp tục thì em xin mời anh Cường ạ. Dạ, yeah, em xin chào tất cả các anh chị. Thì em tên Cường, thì em nghĩ chắc em nhỏ tuổi nhất trong những cái anh chị speaker hôm nay. Thì em đi làm được 12 năm rồi, từ lúc tốt nghiệp thì chỉ có 3 khách sạn thôi. Thứ nhất là Renaissance ở quản lý bởi Marriott, thứ hai là Intercon Sài Gòn quản lý bởi IHG, và hiện giờ em đang công tác tại khách sạn Bahá Sài Gòn thì quản lý bởi tập đoàn nhé. Em 12 năm thì thật ra thì trong đó 8 năm thì em làm về revenue management, còn 4 năm còn lại thì em một bên khoảng 1 năm ở HR, có 2 năm ở finance. Cho nên các anh chị thấy thì đại đa phần em là con người con số.
Thì thật sự là đó là một cái vinh dự của em hôm nay khi được cùng với các anh chị gọi là rất là dày dặn kinh nghiệm để chia sẻ về những cái mà best practice cũng như là những cái experience mà em có cơ hội được trải nghiệm để mà giúp cho đội ngũ sales cũng như là đội ngũ revenue làm việc với nhau tốt hơn cũng như là đạt được cái mục tiêu chung đề ra cho công ty. Vâng, anh chị. Dạ, em cảm ơn anh Cường nhiều ạ. Dạ, mình có một nhân tố bí ẩn ở bên sales team mà em giữ đến phút chót rồi bây giờ em mới comeback lại để em giới thiệu ạ. Một người chị gái rất là trẻ trung, rất là năng động, thuộc thế hệ sale 8X. Thì cũng là một cái người đàn chị mà khi mà nhiều lúc mà em cần phải hỏi những cái ý kiến hay là những cái advice á. Dạ, thì thông thường thì sẽ chia sẻ rất là nhiệt tình ạ. Dạ, em mời chị Yến ạ, thuộc về team sale. Mình có thể giới thiệu đôi chút cho các bạn cùng biết được không ạ? Dạ, xin chào các anh chị trong buổi chia sẻ ngày hôm nay ạ. Mình là Yến. Chắc em nghĩ là chắc em nhỏ tuổi, tuổi nghề nhỏ nhất ở đây so với các anh chị speaker nói ngày hôm nay. Tại vì tính tới hôm nay thì em chỉ có 12 năm đi làm, 12, 13 năm đi làm thôi. Thì về sale á, thì khoảng 10 năm. Thì 10 năm nay thì chỉ là gắn bó tập trung ở Accor với cái thương hiệu của Novotel. 8 năm Novotel Sài Gòn Center và sau đó là 2 năm ở Novotel Phú Quốc Resort. Và hiện tại đang công tác giữa vị trí là Director of Sales. Thì hôm nay rất vui được ban tổ chức mời để chia sẻ thêm các kinh nghiệm về giữa cái làm việc giữa phòng sale và phòng revenue management để hiểu rõ hơn, đưa lên được những cái tốt hơn cho công ty. Dạ, cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Nên hy vọng hôm nay sẽ có được nhiều kinh nghiệm hữu ích hơn ạ. Em cảm ơn chị Yến rất là nhiều. Vậy thì team sale của mình thì đã có một cái đội ngũ rất là hùng hậu. Thì em cũng sẽ lược qua tên của các anh chị á. Bên team sale là bên có chị Trúc ạ, anh Thạch, chị Chi, chị Yến và anh Phong ạ. Đội sale thì rất là hùng hậu luôn. Và team re thì cũng không kém cạnh ạ. Mình có chị Hà, chị Trang, anh Cường, anh Thuận và anh Thanh. Nhưng mà tuy nhiên là anh Thuận thì sẽ là hầu như là sẽ là ban tổ chức phần nhiều, nên là sẽ là đứng giữa hai cái cuộc mà gọi là tranh luận của hai bên ạ. Đúng rồi, nói chung là cũng xin phép được đứng neutral ha, thì để có sự công bằng cho các bên thì Thuận sẽ đứng neutral. Tuy nhiên thì vì cũng làm việc cũng gần 20 năm trong ngành này á, thì cơ bản là trong các cái việc mà mình đã từng làm qua thì vẫn thích revenue management hơn. Cho nên là hôm nay đang thiên hướng là đứng trong hàng ngũ của đội revenue. Tuy nhiên thì vì để đảm bảo tính công bằng thì Thuận sẽ đứng ở vai trò là của ban tổ chức nhiều hơn ha các anh chị. Ok, mời các anh chị tiếp tục ạ. Dạ vâng ạ. Thì trở lại cái chủ đề ngày hôm nay á, em thấy là trong cái phần mà register á, thì mình có rất là nhiều những cái bạn sale ghi danh vào và thấy là cái số lượng sale là chiếm hơn 65% những cái mà khách mời, những cái mà bạn tham gia ngày hôm nay. Thế thì em nghĩ là chủ đề về sale thì chắc chắn là luôn luôn là thu hút rất là nhiều. Thế thì hôm nay thì có một cái topic đầu tiên mà mọi người đang đưa ra để mà bàn luận và cũng như là chia sẻ chân dung một người sale thành công là như thế nào. Thì đây cũng là cái topic để mà bên team sale với những cái người đàn anh đàn chị mình đi trước thì mình sẽ đưa ra những cái rất là nhiều chiều hướng và những cái nhiều cái góc nhìn về một người sale thành công. Em cũng xin mời là team sale mình có thể chia sẻ, và cũng em cũng nói luôn là các cái anh chị nào mình tham gia diễn đàn ngày hôm nay, nếu mà ngoài cái việc mà bên diễn giả có những cái lời chia sẻ, mà nếu anh chị có những cái lời nào mà chia sẻ thêm nữa để mình đóng góp cho cái topic ngày hôm nay, thì em vẫn mời các anh chị là mình cứ giơ tay lên lại thì em sẽ mời từng người nhé, hoặc là mình có thể chat cho em trong cái phần inbox ạ. Dạ, vâng, thì với topic 1 thì em mời các cái gọi là diễn giả bên team sale mình cùng brainstorm và mình có thể đưa cho, tức là mình có thể gọi là chia sẻ những cái gọi là những cái điều cơ bản hoặc những cái gạch đầu dòng để mà mọi người cùng gọi là cùng chia sẻ những cái suy nghĩ để cho mọi người cùng lắng nghe được không ạ? Dạ, rồi, chị Trúc ạ, em mời chị Trúc ạ. Dạ vâng ạ. Mà người lớn tuổi nói trước kìa.
Không, mình là nhiều nhiều kinh nghiệm ạ. Lớn tuổi là em nhận ạ. Cần người lớn tuổi nha. Dạ không ạ, mình không người mời lớn tuổi, mình là dày dặn kinh nghiệm mà chị. Dạ em sửa lại chút xíu. Thực sự các người cũng ngạc nhiên đúng không, là tại sao hôm nay trong team sale có một số bạn là phải nói là không phải đến từ những cái background rất là lẫy lừng, hoặc là ví dụ giống như đến từ Park Hyatt hoặc là Amazon hoặc là những cái brand đó. Cái team hiện nay là diversify giữa những cái brand từ luxury cho đến normal cho đến economic, và thậm chí có những bạn là làm từ international rồi chuyển qua local làm. Thì cái đó là mục đích chính là như vậy, để thấy những cái góc nhìn khác nhau của một người sales, chứ không có hẳn là toàn bộ là local hoặc là toàn bộ là international. Thì quay lại cái chủ đề gọi là một cái hình ảnh một cái người sales successful là gì, chúng nghĩ là mỗi người sẽ có một cái ý kiến khác nhau, hoặc là mỗi người pick up một cái character khác nhau. Tuy nhiên á, chúc muốn nói đến một cái mà để sau này bạn từ một người sale bạn develop lên một cái vị trí cao hơn. Đó là cái cách chúc nhìn, chứ không phải là chỉ có một người sale tốt, đúng không? Chúc nhìn là cái career path để mà mình có thể move up. Thì một trong những cái chúc nghĩ mà một cái người sale mà sau này có thể lên để lead một team để có một cái tố chất lãnh đạo, việc đầu tiên, cái việc tốt nhất là người đó phải có cái mình có gọi là market intelligence, hoặc là mình gọi trong đó bao gồm là understanding, đúng không? Understanding ở đây hoặc market intelligence là như thế nào? Understanding khách hàng, understanding sản phẩm, understanding về thị trường, understanding về management. Tất tật từng tật những thứ đó mình đều phải hiểu. Thì mình hay gọi trong, mình dùng một cái thuật ngữ khác nữa là mình gọi là market intelligence. Market intelligence ở đây là gì? Bạn phải nắm được tất cả những thông tin đó, đúng không? Bạn nắm được competitor, bạn nắm được client, bạn nắm được management, bạn nắm được product. Mà không phải product của mình không, bạn còn phải nắm được product của competitors mình nè, rồi bạn phải nắm được là the whole destination nè. Mà không những the whole destination của mình không, bạn cũng phải biết được cái việc là destination khác, mình gọi là indirect competition destination, bạn cũng phải biết. Ví dụ bạn làm Phú Quốc, bạn cũng cần phải biết Nha Trang, Đà Nẵng, Phan Thiết, Hội An, những cái destination mà có khả năng share market, thì cái đó đều là mình phải biết. Thì chung thì chị chúc nghĩ đi qua một cái này rất là fast là market intelligence bao gồm luôn cái việc understanding, thì rất rất là một cái điểm là compulsory là phải có để sau này để làm gì, phục vụ cái việc sale, rồi sau đó sau này bạn còn lead cái team bạn đi lên nữa. Nếu mà bạn không có những thông tin về khách hàng, về market, về tất tần tật thì bạn không thể nào xử lý được, hoặc bạn không thể nào hướng dẫn nhân viên trong những cái bước xử lý được. Chúng nói một ví dụ ha, nếu mà bạn là sale corporate ở thị trường Sài Gòn, vậy bạn có cái market intelligence ở đây là gì? Ngoài những cái việc mà thông thường bạn hay làm rồi, có nghĩa là công ty này nằm ở này, công ty nằm ở kia, vậy thì mình còn biết là gì? Công ty này đang còn sử dụng cái khách sạn nào? Cái đó là basic mọi người đều biết. Vậy mọi người có từng bao giờ, chắc là có rồi, nhưng mà để chút remind thôi, đọc báo để project nào chuẩn bị coming chưa? Đó number one. Các bạn có từng bao giờ lên sở kế hoạch và đầu tư để tìm hiểu về những project coming into Việt Nam chưa? Đúng không? Những cái đó nó gọi là market intelligence. Đó là một phần thôi. Thì chúng nghĩ về market intelligence nó rất là rộng và bao gồm những chi tiết nhỏ chút vừa kể. Thì cái đó là một trong những thứ mà mọi ở vị trí sale, rồi sau này move up lên DOS và DSM đều phải nắm cái đó rất rõ. Nếu mình không có market intelligence, mình không làm gì được. Mình không biết competitor đang làm gì. Mình không biết thị trường đang lên hay đang xuống. Mình không biết là dự án nào đang vô hay đang ra. Rồi mình cũng không biết là dự án mình đang following up này nè. Ví dụ giống như cái project, nó không phải là một company, nó chỉ là project trong vòng 5 năm. Vậy là đang ở giai đoạn năm thứ tư rồi. Có nghĩa là dự án của bạn, một cái top account của bạn chuẩn bị gone. Vậy việc bạn làm sẽ là next là gì? Cái này không phải là cái chuyện là phải position, phải cố cho bằng được mới có account này, không phải. Cái này là cái nó sẽ chấm dứt, không bao giờ trở lại. Vậy nếu bạn không có thông tin market intelligence, dự án này sắp finish, bạn không tìm một dự án khác bù vào, thì vào lúc đó by the end of the day bạn lost một account mà bạn không có cửa nào bạn bù ngay lại lúc đó được. Đó thì chúng nó ở đây là market intelligence nó quan trọng. Mà market intelligence ở đâu có? Nó đến từ networking. Networking ở đây là ở đâu có? Bạn đi networking, bạn có mối quan hệ.
bạn có relation thì những thông tin nó đẻ ra từ những cái đó. Vậy nếu túm lại, market intelligence là một trong những cái không phải nói là cần có nữa, mà cái đó là compulsory của một người sale giỏi, và cũng sẽ là một cái giọng gần giống như là kim chỉ nam chính cho một cái người sale để sau này có thể lên tiếp tục ở một vị trí cao hơn, đúng không? Thôi chúc chị chia sẻ một phần đó. Chúc nghĩ là những bạn khác cũng có những cái point of view khác. Vậy thôi Thạch đi ha. Thạch next đi Thạch. Xin chào các anh chị, cảm ơn chị Trúc đã mở cái conversation. Thì ngoài cái point của chị Trúc ra thì Thạch cũng xin phép được chia sẻ một số ý. Thật ra Thạch liệt kê ở đây nó tới 10 cái yếu tố chính. Nhưng mà đối với Thạch thì cái quan trọng nhất để một người bán hàng, người sale có thể thành công là cái yếu tố quan trọng nhất Thạch nhấn mạnh ở đây, đó là cái sự đam mê, cái yêu nghề và cái nhiệt huyết, cái máu lửa, không có ngại khó. Bởi vì những cái yếu tố đam mê, yêu nghề, nhiệt huyết và máu lửa không ngại khó thì nó sẽ có một cái năng lượng rất là tích cực. Cái cụm từ năng lượng tích cực chúng ta nghe gần đây rất là nhiều, đúng không ạ? Thật ra cái đó nó rất là quan trọng. Mà một người mà lan tỏa một cái năng lượng tích cực thì rồi tới hai người, rồi tới ba người thì toàn team nó sẽ có một cái năng lượng đó. Mà đi làm thì thật nghĩ rằng là cái tinh thần nó rất là quan trọng, thậm chí nó quan trọng hơn cả cái sản phẩm nữa. Vì nếu mà một cái tinh thần tốt như vậy thì chúng ta rất là tự tin, và cái không khí bán hàng, cái tinh thần bán hàng nó sẽ rất là tốt. Còn nếu mà chúng ta không có cái niềm yêu nghề, không có đam mê thì chỉ cần gặp khó một tí là chúng ta sẽ bỏ cuộc ngay. Thì Thạch nghĩ rằng cái yếu tố đó nó rất là quan trọng. Và cái Thạch xin chia sẻ cái ý thứ hai là chúng ta ngoài cái yêu nghề thì chúng ta phải thích nói chuyện. Thích nói chuyện nó không phải là mình nói nhiều nha. Ở đây tại vì Thạch cũng làm sale rất là lâu và Thạch cũng có một số cái tiêu cực là nói là sale thì nói rất là nhiều. Nhưng mà Thạch nghĩ là chúng ta thích giao tiếp chứ không phải là thích nói nhiều. Lắng nghe nhiều thì tốt hơn là nói nhiều. Nhưng mà thích giao tiếp có nghĩa là chúng ta chịu khó đi gặp khách hàng. Thì mới có cái business, mới tạo được cái mối quan hệ tốt được. Vì thực tế là đi làm là thấy rằng là nhiều khi khách hàng mà đặt, khách hàng book phòng với chúng ta, cho chúng ta cái business nhờ vào cái mối quan hệ, nhờ vào cái niềm tin là giữa con người với con người. Đó là một cái nó giống như một cái reputation của một cá nhân sale, hoặc là một cái, tại vì từ cá nhân của một reputation của một cá nhân sale thì nó mới làm nên được một cái thương hiệu của khách sạn được. Thì Thạch nghĩ rằng là cái việc mà đi gặp khách hàng nó rất là quan trọng và phải thích mới được. Vì Thạch cũng có làm với đã rất là nhiều bạn đồng nghiệp và nhân viên thì thật sự mà nói là làm trong phòng sale nhưng mà lại không thích đi sale, thì cái đó thật sự là một, hiện nay Thạch theo biết nó cũng là một cái vấn đề dành cho những ai làm vị trí leader như DO manager hoặc là DOS. Khi mà quản lý cái team sale thì luôn gặp phải cái vấn đề đó. Ngoài ra thì cái việc mà chúng ta, ý thứ ba Thạch muốn chia sẻ là cái việc chủ động, năng động và sáng tạo thì nó rất là quan trọng. Vì một người sale mà lúc nào cũng chịu khó tìm tòi, chịu khó học hỏi, chịu khó đưa ra các cái chiến lược bán hàng, đưa ra các cái đóng góp, thì làm cho cái sản phẩm lúc nào, và làm cho cái dịch vụ, không chỉ là sản phẩm mà còn dịch vụ, thì lúc nào nó cũng được cải thiện, nó cũng được cải tiến. Thì như vậy là cái việc mà nâng cao cái cơ hội để bán hàng và doanh thu thì nó sẽ có khả năng là rất là cao. Thì Thạch xin phép chia sẻ ba cái ý đó thôi. Thứ nhất là về cái đam mê, cái nhiệt huyết, cái yêu nghề. Thứ hai là phải thích giao tiếp và phải thích gặp khách hàng, thích điều khách hàng. Và cái thứ ba là phải chủ động, phải năng động và sáng tạo. Thì theo Thạch thì đó là một trong những cái ba cái yếu tố đó là một trong những cái yếu tố chính để muốn trở thành một người bán hàng giỏi. Thôi thì Thạch biết là cũng có rất là nhiều cái ý khác nữa, thì Thạch xin phép dừng ở đây và xin mời các anh chị sale khác chúng ta chia sẻ thêm ạ. Xin cảm ơn. Thank you. Em cảm ơn phần chia sẻ của anh Thạch ạ. Dạ em tiếp tục, em xin mời anh Phong ạ. Anh Phong bên đội sale.
Rồi, thì để bổ sung thêm cái mà chị Trúc với là anh Thạch vừa nói á, thì có một cái yếu tố mà mình thấy là đa số là mà là các bạn sale cũng như mình trước kia cũng hay gặp phải, đó là mình không có giống như là cân bằng được cái giữa khách hàng và giữa cái quyền lợi của khách sạn. Thì cái này thì xảy ra rất là nhiều, giống như các bạn thì thường là thường hay xảy ra giữa các bạn sale trẻ nhiều hơn. Thì khi các bạn mới vào thì các bạn rất là năng động và rất là thích đứng về phía khách hàng nhiều hơn. Có nghĩa là khi mình đi gặp khách hàng thì khách hàng, dĩ nhiên khách hàng khi họ gặp mình thì họ sẽ đòi hỏi những cái nào mà nó lợi cho họ nhiều hơn, đúng không? Không khách hàng nào mà nghĩ là họ sẽ những cái mà nó sẽ lợi cho khách sạn hết, thì họ sẽ yêu cầu những cái mà làm sao có lợi cho họ. Thì mấy bạn sale á, thì thường là nghe những cái đó xong, nhưng mà mình nhiều cái bạn thì chưa phân tích, và mình sẽ đem cái yêu cầu đó về mình nói chuyện lại với bên phía quản lý về sale hoặc revenue để đưa những cái giá offer nó quá tốt cho khách hàng đó theo những cái hứa hẹn của khách hàng. Thì cái đó là một cái là mình nghĩ là nên cân bằng. Hoặc là những bạn sẽ là chỉ làm việc theo những cái yêu cầu của quản lý về từ phía khách sạn, nhưng mà mình lại không có tranh đấu hoặc là mình không có tìm hiểu để mình có thể đưa ra những cái phân tích và mình trao đổi lại, thì để làm sao cũng có lợi cho khách hàng. Ý mình là nó phải cân bằng, làm sao mà lúc nào mình đứng phía chính giữa, thì lúc đó thứ nhất là khách hàng sẽ hài lòng và tiếp tục sử dụng mình, và doanh thu khách sạn mình có doanh thu. Chứ nếu mình đứng về một phía thì rất là khó để lâu dài làm việc. Rồi, Phong xin cảm ơn. Cảm ơn anh Phong rất là nhiều ạ. Dạ, em xin mời thêm chị Chi ạ. Chị có thể chia sẻ thêm một số kinh nghiệm của chị về một cái người sale thành công như thế nào được không ạ? Vâng, em cảm ơn các anh chị. Em xin phép em nói một xíu xíu với em thì mỗi một cái vị trí sale ấy, khi mà họ làm tốt những cái vị trí, những cái gọi là chức năng của họ, thì họ cũng đã là một người sale thành công rồi. Ví dụ với em như là một người bắt đầu học sale thì cái việc mà biết làm BO đúng không ạ, hay là biết làm báo giá và biết chốt được deal, thì đã là một trong những người sale thành công khi mà bắt đầu và được làm một người được gọi là seller rồi. Nhưng mà thậm chí là đến trong team nhà em, team Travelook bây giờ ấy, đôi khi có những bạn là sale cứng rồi, nhưng cái việc mà làm BO làm sao để cho nó càng chi tiết càng tốt, để cho vận hành nắm được thông tin để triển khai nó được smoothly, thì đôi khi là cũng chưa được chắc. Cho nên là trong những cái level đầu tiên ấy là phải chắc basic nhất là những cái form, những cái bio, form mẫu bảng biểu hoặc những cái kiến thức trong cái sạn là mình phải nắm vững. Xong rồi đến khi mình vững rồi thì mình sẽ được công nhận với những cái vị trí như là ở Hilton, thì nó sẽ là the best seller, hay là the best team member of the month, hay ở Sofitel thì nó sẽ có những cái MaxiCard hay là Magnificent Certificate chẳng hạn, để cho xác nhận mình là the best sale của team. Thì có một cái câu chuyện là ngày xưa thì một trong chị US đầu tiên của em, chị Kauri Tusumi là US của Hilton từ ngày xưa rồi, chị dạy em một cái bài học mà để em có thể được làm the best seller. Đấy là không bao giờ từ bỏ, hay gọi tiếng Anh là never give up. Nghĩa là có những cái trường hợp như khi chúng ta đi gặp khách hàng, hay là kể cả sếp với lãnh đạo của chúng ta nói với chúng ta rằng là cái hợp đồng ấy sẽ không ký không được, và sale ở giữa thì rất là áp lực, rất là khó khăn, và sale cũng nghĩ là không được luôn và dừng lại luôn. Và em thì cũng như vậy. Nhưng sau đấy thì chị người Nhật, chị sếp người Nhật của em, chị có nói gọi em ra và nói rằng là chị ơi, tao bảo mày dừng lại không có nghĩa là mày dừng lại, mà dừng lại có nghĩa là mày phải tìm được cách để làm sao ký được hợp đồng. Thì cái việc mà trở thành một người best seller có nghĩa là phải tính toán được là trong tay chúng ta có bao nhiêu cái quotation, và trong đấy là phải convert làm sao được maximize 100% cái số quotation đấy trở thành contract, và thậm chí là phải tính toán rằng là làm sao để có thể làm với vận hành, làm sao có thể làm với đồng nghiệp của mình, để làm sao giữ được cái lượng phòng đấy, giữ được cái meeting room đấy, để chúng ta có thể win được cái đoàn đấy và maximize được cái doanh thu của cá nhân chúng ta trong cái team đấy. Thì cái đấy nó là không bao giờ dừng lại. Đấy là một trong những bài học mà bắt đầu làm sale hay là đến làm sale executive hay sale manager là bắt đầu cố gắng để có một cái danh xưng, cũng là một cái thành công trong cái vị trí đấy, là the best seller. Và trong những cái phần mà để trở thành best seller hay là sale ban đầu ấy, thì em vẫn luôn luôn remind những cái bạn trong Travelook nhà em là có hai cái vấn đề để làm sale không được phạm phải. Thứ nhất là không ẩu, và thứ hai là không lười. Đấy là hai vấn đề mà em vẫn remind. Tiếp đến thì có thể là sau khi bạn làm nên được the best seller rồi, có những cái người mà em gặp bao lâu nay, mười mấy năm nay rồi, là anh chị không có nhu cầu được làm quản lý. Các anh chị chỉ có nhu cầu là chỉ được phát triển đến dạng chuyên gia hay chuyên gia cao cấp về sale thôi, tư vấn về sale thôi. Nhưng mà anh chị vẫn là những cái người mà được khách hàng nhận diện. Được khách hàng nhận diện trong cái quá trình mà trong cái career path của anh chị ý. Bằng chứng là
Và em nghĩ là những cái tố chất để mà các anh chị được nhận diện như vậy ấy, thì một trong những tố chất đấy là thay vì bây giờ chúng ta hay nói là presentation skill, là cái kỹ năng gọi là thuyết trình, thì em muốn nói lại là nó gọi là storytelling skill và kỹ năng kể chuyện. Vì đã rất là nhiều khách hàng phản ánh với em rằng là một ngày anh chị gặp đến hàng trăm sale và thậm chí anh chị còn không nhớ được bạn sale nào ra bạn sale nào, nhưng bạn sale nào có kỹ năng kể chuyện hoặc là cái câu chuyện dẫn dắt vào để cho khách hàng nhớ được sản phẩm của bạn ấy trong một cái cuộc sale call nó chỉ tầm khoảng 30 đến 45 phút hay một tiếng như vậy ấy, thì lúc đấy mới gây được ấn tượng và lúc đấy mới bán được những sản phẩm khó và biết cân đối tính toán. Thì thậm chí là trên cái bàn mà đàm phán trực tiếp khi đến gặp khách ấy, là khách sẽ hỏi mình luôn là như vậy thì em sẽ cho anh chị ví dụ đoàn này đoàn kia, hay là ví dụ như là series này series kia, hay là anh chị sẽ mua commit với giá này thì em sẽ cho anh chị được bao nhiêu phần trăm. Thì lúc đấy là mình phải biết cân đối và tính toán về cái lợi ích, giống như là anh Phong nói là về lợi ích của owner cũng như là lợi ích của khách hàng. Thì trong cái quá trình mà gần 15 năm làm nghề khách sạn của em thì cái việc mà storytelling hay là những cái việc mà từ những cái việc bán những cái sản phẩm khó, em đã từng bán những sản phẩm mà trước tiên là phải giải quyết khủng hoảng truyền thông đã rồi mới bán được, hoặc những cái sản phẩm mà từ lúc em bán là cả thị trường nó không biết đến cái destination đấy chứ không phải cái sản phẩm đấy, hoặc những cái sản phẩm thậm chí là cả thị trường từ bỏ, thì nếu như cái người sale ấy mà kể được cái câu chuyện, cái bí kíp nó chỉ là kể được những câu chuyện, những cái tâm huyết của người chủ đầu tư, những cái tâm huyết của đội ngũ nhân viên vận hành đang triển khai cái property đấy ra, thì em đảm bảo là 100% cho dù là sản phẩm khó hay là những cái sản phẩm gọi là tập tạch, nó vẫn sẽ có phân khúc thị trường riêng và khách hàng vẫn sẽ có cách để hỗ trợ mình, và từ đấy sẽ tạo nên cái brand riêng của một người em tạm gọi là respectable seller, nghĩa là một người sale mà được tôn trọng. Thế còn trên cái phần level đấy thì nó sẽ đến là level của US hay là USM. Thì cần những kỹ năng gì? Không chỉ là negotiation skill hay interacting skill. Một vài người US, USM nói với em là cần kỹ năng gì vì về đắc nhân tâm là nhiều nhất. Để manage những cái người tài ở trong một team ý, họ phải cùng phấn đấu, cùng làm. Nhưng đôi khi với em là em cảm thấy như vậy nó chưa đủ. Một trong những cái người US giỏi nhất trong cuộc đời của em muốn chia sẻ ngày hôm nay là bà nội em. Bà nội em là một người sale nổi tiếng ở trong phố cổ và cả gia đình em ở phố cổ, ở hàng đường hàng ngang đào, và bây giờ có đi qua đấy thì vẫn nhớ. Và cái độ nhạy của những cái người lead đấy á, cái độ nhạy về thị trường của những cái người DOS, DOSM nó phải quan trọng, nó phải tinh hơn là với những cái cấp bậc ví dụ ADS hay là manager rất là nhiều. Và nó không chỉ độ nhạy và nó còn mang tính sáng tạo. Nếu như ngày hôm nay chúng ta nói rằng là US, USM là đã đến một cái mức nào đấy khoảng chục năm làm thì lên đến level đấy, và những cái bạn trẻ, các bạn sáng tạo hơn, thì đôi khi em lại nghĩ không phải. Nghĩa là US lúc nào cũng phải up to date, phải cập nhật, phải biết những cái trend mới. Thậm chí là USM ấy thì những cái trào lưu mới về marketing thì càng phải nắm rõ hơn, để khi mà đưa ra bất cứ một cuộc brainstorming nào, có thể là nhân viên của chúng ta là những người sáng tạo, nhân viên của chúng ta là những người strong, thậm chí là đội sale ví dụ của công ty em nó khá là hầm hố và nói sai cái gì là nó sẽ challenge lại mình ngay, nhưng mà cái người để lead ra ý tưởng, cái người để lead ra là chị thấy là thị trường đang cần cái gì, thì đấy là decision making từ cái người DOS và DOSM lead toàn bộ cái team đấy, nó phải thực sự là một người leader. Thì trong cái yếu tố mà làm DOS và DOSM em muốn nhấn mạnh là về cái phần sáng tạo, creative với cả decision making. Còn trên nữa, sau khi mà chúng ta làm DOS, DOSM rồi, chúng ta có thể làm COO, CCO, CEO, nhưng cũng có những cái trường hợp gọi là tượng đài của sale, của giới sale, ví dụ như Warren Buffett hay là những cái người khác ấy. Thì những cái yếu tố nào để xây dựng cái hình ảnh của một cái tượng đài, thì em nghĩ là nó chỉ có một cái yếu tố duy nhất ấy, là phải có cái người kể lại câu chuyện của cái con người đấy cho những người khác. Và để có cái người kể lại câu chuyện của con người đấy cho người khác thì vẫn là quay lại là cái brand cá nhân, là cái hình ảnh cá nhân, mối quan hệ của cái người sale đấy, không chỉ với khách hàng mà còn với đồng nghiệp. Bởi vì với em ấy, thì em thực dạy một cách rất là rõ ràng từ khi mà em làm sale của Hilton từ cách đây mười mấy năm trước, là mỗi một cái người đồng nghiệp ở trong khách sạn hay là ở trong tổ chức của mình hay kể cả trong team của mình đều là khách hàng nội bộ của em. Và khi mà em phát triển cái chương trình mà họ đã đánh giá một người sale ấy, thì nó không chỉ là đánh giá từ khách hàng mà còn là đánh giá từ cán bộ đồng nghiệp nữa. Giống như là khi mà chúng ta chuyển từ đâu sang đâu ấy, thì ví dụ em nhận một bạn sale vào, em chỉ việc ngồi và hỏi những cái khách hàng thân thiết và top và cao của em rằng là em đang muốn tuyển một bạn sale mang màu sắc giống team của em thì em nên tuyển ai, thì
chỉ cần một lời một câu của những cái người đồng nghiệp hoặc là những người khách hàng như vậy thôi, họ nói rằng là họ nhớ người này, họ nhớ người kia, thì đấy cũng là một trong những cái câu chuyện mà có thể xây dựng nên được một hình tượng một người sale thành công. Thì đấy là ý kiến của em ạ, em cảm ơn cả nhà. Em rất là cảm ơn những cái chia sẻ rất là đầy tâm huyết của chị Chi, cũng là một cái người đàn chị trước đây của em khi mà làm Imperial. Dạ, rồi em rất là muốn lắng nghe thêm một cái chia sẻ nữa là từ chị Yến bên Team Sale ạ. Dạ, em mời chị. Dạ, chào cả nhà ạ. Thì Yến cũng sẽ như các anh chị ở đây á, thì đã chia sẻ gần như là đầy đủ hết về chân dung của một người sale thành công là như thế nào. Thì Yến chỉ góp thêm một cái quan điểm nhìn nhận từ cái vị trí của Yến, từ góc nhìn của Yến trong những năm đi làm sale, để có thể chia sẻ thêm cho các anh chị hoặc là các bạn mới vào á, sẽ thấy được là cần nên làm gì và cần phải có cái yếu tố như thế nào. Theo như Yến thấy á, để mà một cái bạn sale đó bạn hiểu được hết các bước, bạn phải có một cái khi nói về sale thì ai cũng bảo là bạn đó phải có một cái database riêng, phải có một cách quản lý cái data của mình như thế nào. Thì trước tiên để làm những điều đó, bạn sale đó bạn phải hiểu được sản phẩm của mình đang bán là cái gì. Khi mà bạn phân tích được sản phẩm mình đang bán cái gì thì bạn phải có unit selling point của cái sản phẩm mình đang bán. Bạn phải làm một cái bài phân tích về SWOT analysis để biết được sự khác nhau giữa sản phẩm của mình và những đối tác cạnh tranh của nhà mình đang có những điểm như thế nào, định vị được cái vị trí của mình đang ở đâu, sản phẩm của mình so với thị trường ra sao. Để khi các bạn đi ra ngoài thì các bạn sẽ trở nên tự tin hơn, mình hiểu rõ được sản phẩm của mình sẽ bán được những cái dịch vụ đó một cách dễ dàng hơn. Sản phẩm ý nói ở đây không phải ví dụ như khi nói về khách sạn á, thì các bạn sẽ thường nghĩ rằng là khách sạn chỉ bán mỗi phòng thôi. Thì ngoài phòng mình còn bắt kèm theo các dịch vụ khác, nhà hàng, dịch vụ spa, dịch vụ tập thể dục. Đó là những cái mà không những là các bạn sale phải bán mà các bạn sale phải hỗ trợ cho khách hàng để đưa đến những dịch vụ phù hợp nhất cho khách hàng của mình. Yến có một cái ví dụ như thế này nha. Cái thời điểm mà Yến mới vào làm sale á, cũng tập tành là cũng tà lọt tà lẹt sale trong phòng thôi. Thì khi đó đi qua lãnh sự quán Đức thì mấy anh chị đó cứ bảo rằng không, anh chị không có nhu cầu để đặt phòng bên em đâu, anh chị không có làm gì hết á. Thì Yến chỉ gặp rồi chào xong Yến nói là dạ bên em đang mới vừa mở cái phòng tập gym này, hồ bơi này, có cho cái người ngoài vào bơi á, các anh chị xem thử là có nhu cầu gì không. Thì mọi người vẫn chỉ nhận thông tin rồi thôi. Sau một thời gian Yến lại qua lại gặp lại, hỏi dạo này anh chị sao rồi. Thì đột nhiên một bác lãnh sự bảo bữa mày qua mày báo với tao là mày có cái chương trình đó đó, bây giờ chương trình đó mày có cái chương trình nào tốt hơn không, offer nào được đặc biệt hơn không, giới thiệu thêm đi. Thì tự nhiên cái nó có một cái business riêng về cho khách sạn, đâu phải mình bán phòng mà mình bán một cái dịch vụ khác của khách sạn cho nhà mình. Và sau đó thì bạn của cái anh lãnh sự đó đó đi về Việt Nam chơi, thì anh lãnh sự đó là cứ kết nối với Yến rằng là Yến ơi coi đi đây bạn của anh nha, coi take care nha em. Thế là mình đã được phòng. Cái ý thứ hai là Yến muốn nhắn cho các bạn thêm nữa, đó là khi mà hiểu rõ về sản phẩm mình đang có là gì đó thì bạn sale đó sẽ biết được là chủ động tìm kiếm cái khách hàng mục tiêu và là target customer. Khi mình có những cái khách hàng mục tiêu của mình á thì sale sẽ tập trung hơn, hướng tới được đối tượng khách hàng phù hợp đó. Những cái đối tượng khách hàng đó nó có được, nó sẽ theo được cái định vị sản phẩm của mình. Bởi vì có rất nhiều sản phẩm ở trên thị trường thì mỗi đối tượng khách hàng nó sẽ phù hợp với một dòng của khách sạn đó. Bên cạnh đó ra thì khi các bạn sale đi sale á, thì Yến thấy được rằng á, bạn sale đó phải có cái sự sáng tạo, nhạy bén và tư duy bằng việc là bạn nắm bắt được khuynh hướng thị trường, market trend hiện nay đang có như thế nào, để bạn có thể đề ra suggest với lại các cấp cao hơn, sales executive, sales manager hay là senior sales manager, ADOS, DLS. Tất cả các bạn đều có thể có những cái nhìn về thị trường để đưa ra được những cái ý kiến và mình brainstorm cái ý kiến đó, đưa ra một cái chương trình phù hợp để chạy cho một cái thời điểm mới. Yến tâm đắc hơn cái câu mà các anh chị hay nói rằng là phải sell hard nhưng phải sell smart. Bên cạnh đó đó thì còn có, để làm một cái một bạn sell thành công á, thì bạn sell đó phải hiểu được rằng là mình phải sell được cái right to the right person at the right time. Và Yến luôn luôn nhớ cái câu đó để mà áp dụng được cho tất cả các nguồn khách. Bởi vì có những khách hàng họ sẽ sử dụng những dịch vụ cao cấp hơn, có những khách hàng họ chỉ sử dụng những hàng gọi là leading room tại hotel thôi.
Dạ. Vâng, em rất là cảm ơn dạ những cái chia sẻ của chị Yến. Dạ. Nếu mà mọi người để ý thì thấy là các anh chị sale dạ. Nhâm ơi, bà dạ. Chị Hà bên Revenue cũng muốn add vài ý. Em dạ, cho team ạ. Revenue em có thêm ý kiến cái. Dạ vâng ạ. Em cũng đang dừng lại một chút xíu để em xem những cái bạn mà raise hand mà mời thêm team Revenue đây ạ. Dạ em mời chị Hà. Dạ em mời chị Hà thêm là chia sẻ thêm mà chủ đề này rất là hot. Ok, mình cũng đã có như là giới thiệu ấy, thì mình cũng có khoảng 5 năm làm sales và mình cũng có một chút kinh nghiệm về việc là cố gắng như thế nào để trở thành một sales tốt. Và phải nói rằng là tất cả các speaker ngày hôm nay mọi người build lên một cái portrait về sales thực sự là một idea sales mà bọn mình hướng tới khi mà cái thời gian mà mình vẫn ở vị trí sales. Thì hôm nay mình muốn góp thêm một chút ý kiến, tại vì sao? Tại vì một sales tốt thì nó không phải chỉ là sales đánh giá với nhau, mà nó cũng sẽ có từ cái point of view từ phía khách sạn. Khách sạn ở đây là ai? Thứ nhất là hotel management. Cái thứ hai là những bộ phận khác mà liên quan đến phần revenue. Ý mình ở đây là sales thì mình không chỉ bán phòng, đúng không? Mà mình bán cả dịch vụ này, bán cả các cái other service nữa. Thế thì những trưởng bộ phận đó và trưởng bộ phận front office nói gì về sales? Thế thì tại sao mà mình lại nói như thế? Tại vì là trong những webmax hoặc là mình cũng phải nói thẳng luôn là trong một số những cái meetings với cả GM thì khi mà được tuyển sales, một vị trí sales kể cả vị trí DOS hay DOSM thì nhiều khi GM cũng hỏi mình là thế mày thấy candidate này như thế nào? Thế thì cái quan điểm của bọn mình đứng từ phía vị trí revenue và cũng là từ chia sẻ của một số những cái bộ phận mà generating top line ấy, thì một vị trí sales tốt nó sẽ là như thế nào? Thứ nhất là bọn mình muốn chứng kiến được cái khả năng manage account của các bạn, hay nói đúng hơn là account management skill. Manage account có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là tất cả những khách hàng mà đến từ account của các bạn phải là happy guest, phải là cooperative guest và phải là khách và loyalty và repeated. Vấn đề ở đây là gì? Tức là nhiều khi thì khách sạn sẽ có những cái challenge. Ví dụ như là có thể sót cái bill hoặc là một cái mistake gì đấy trong cái quá trình operation chẳng hạn, trong quá trình khách ở, và sales có thể giải quyết on behalf của khách sạn, giải quyết những cái issues đấy một cách rất nhanh gọn và khách rất là happy với cái ở đợt ở của họ. Cái nữa là những cái operations procedures khi mà các bạn có một account mới rất tốt, nhưng operation phải smooth, có nghĩa là account đấy phải thanh toán đầy đủ, hoặc là operation phục vụ khách là phải đơn giản. Ý mình đơn giản ở đây là những cái thông tin đoàn có thể yêu cầu rất phức tạp, khách có thể rất là khó tính, nhưng mình có những cái guideline cho bên operation để phục vụ khách được như thế nào là tốt nhất. Cái nữa, account management ở đây có nghĩa là gì nữa? Đấy là mỗi các bạn ấy, thì theo như mình hiểu, mình sẽ có những cái set account hoặc là có những cái assigned account, đúng không ạ? Thế thì mình phải hiểu được cái mission của những account đấy trong cái business plan hoặc là business strategy trong thời gian ngắn, trong thời gian dài tới của khách sạn là như thế nào. Và nếu như mình có thể làm đột phá hơn thì đúng như là như các bạn speaker chia sẻ, thì nó sẽ là bring những cái additional business opportunity cho khách sạn, thì cái đấy bọn mình cực kỳ appreciate. Cái thứ hai nữa là gì? Là sales đi kèm với phần informative và negotiation skill, có nghĩa là các bạn là người nói chuyện với khách, các bạn là người được gặp khách trước rất xa so với cái thời điểm mà khách cuối cùng đặt ở khách sạn. Như vậy thì những bạn là những người đầu tiên mang thông tin hoặc là mang những cái market intelligence cho hotel management để xử lý. Thế thì thông tin của các bạn chuẩn, thông tin của các bạn in advance và thông tin của các bạn thực sự là đột phá so với competitors. Cái đấy nó sẽ làm thay đổi rất nhiều các cái strategy và business results của khách sạn. Và cuối cùng ở đây ấy, thì mình phải nói rằng là gì? Với quan điểm của mình thì sales là cực kỳ powerful. Các bạn là đại diện cho khách sạn, và value của các bạn nó gắn liền với cái giá thành của sản phẩm hoặc là giá trị của khách sạn. Thế thành ra là đấy là chính là lý do mà tại sao một số những account rất là sensitive hoặc là một số những account mà rất nhiều challenge thì phải sales giỏi mới handle. Thế thì các khi mà các bạn hiểu rằng là các bạn ở vị trí sales và các bạn là một yếu tố tạo nên cái giá trị của khách sạn hay là của sản phẩm phòng và dịch vụ của mình, thì thực sự tại thời điểm đó, tại cái point of view đấy, các bạn sẽ là một sales tốt. Mình xin cảm ơn.
Em rất là cảm ơn ý kiến đóng góp của chị Hà. Bản thân em là một người sale, nhưng mà khi mà được bên revenue, tức là những cái bộ phận khác có cái mà gọi là nhận xét đó, thì sale sẽ có những cái nhìn đa chiều hơn. Và em tiếp theo thì em cũng sẽ xin mời chị Nghĩa. Dạ, em thấy chị Nghĩa là giơ tay rất là lâu rồi ạ. Vâng, chị Nghĩa Director of Sale là tham gia vào cái buổi phone room ngày hôm nay. Em mời chị ạ. Dạ, em mời chị Nghĩa ạ. Bên Escort ạ. Em chào anh Thuận, em chào mọi người. Em Nghĩa, DOS, Ben Citadin Bên Hội An ạ, thuộc tập đoàn Escort. Thì hôm nay là cái chương trình thứ hai. Nghĩa ơi, chắc em ngồi sát micro cái nói lớn lên xíu vì mọi người không nghe đó. Alo. Mọi người nghe chưa ạ? Dạ, giờ mới nghe được ạ. Dạ. Em chào mọi người, em Nghĩa DOS Ben Citadin. Lần trước cũng có tham gia cùng cái chương trình của bên Revenue rất hay rồi ạ. Cho nên lần này rất là háo hức để tham gia cái buổi thứ hai này. Thì khi nãy đến giờ thì nghe tất cả các anh chị đã nói qua về những cái đặc tính của một người sale. Để trở thành một người sale thành công thì phải có những cái yếu tố gì. Thì tất cả rất hay, rất đúng ạ. Theo cái kinh nghiệm của em cũng như là theo những cái trải nghiệm của em. Em thì cũng được tính tới bây giờ là cũng được là 15-16 năm trong nghề sale nè ạ. Cái em xin bổ sung thêm một ý nhỏ thôi. Thì cái vấn đề mà cái yếu tố chân thành á, thì đối với em khi là một người sale đặt lên hàng đầu. Cái vấn đề này nó không phải là chân thành, không phải là ta vạch áo cho người ta xem lưng. Ta đang bán một cái sản phẩm khó bán, ta sẽ nói với thị trường rằng là ô, sản phẩm của tôi rất là khó bán, hoặc là sản phẩm của tôi là vậy đó. Mà cái sự chân thành của chúng ta làm sao để cho khách hàng biết được là trong cái quá trình chúng ta negotiate, trong quá trình của chúng ta thảo luận đối với khách, người ta vẫn nhìn được thấy cái sự chân thành của mình, cái sự nhiệt huyết của mình trong cái sản phẩm mình bán. Thì cái sự chân thành của mình ở đây em định nghĩa là thường thường á, là người ta hay có một cái nhìn phiến diện về các bạn sale. Sale là các bạn đi tricking để bán được một cái business nào đó. Đó là cái nhìn đang phiến diện mà trong cái quá trình quãng thời gian em đi làm á, thì em cũng biết và cũng đọc được những cái ý nghĩ đó. Nhưng điều đó là không phải là người ta tự dưng người ta nói. Tất nhiên là mình cũng sẽ có những người, người ta đang đi làm theo những cái quay đó, thì những cái vấn đề đó em không có raise lên. Nhưng mà có nghĩa là điều đó có, cho nên là xã hội, cho nên là cộng đồng người ta mới nhìn nhận một cái vấn đề nó phiến diện. Thì đối với em là một người sale, cũng như là em thường hay cũng nhắc nhở các bạn trong team, sự chân thành mình sẽ đặt lên hàng đầu. Chân thành ở đây, ví dụ mình đang bán một cái sản phẩm nó hơi khó bán, hoặc là sản phẩm nó so với nó không phải là nhiều cái unit selling point, nó có những cái bad point, nhưng mình làm sao để mình tìm đúng được cái thị trường của mình đang bán, và mình chia sẻ với cái khách hàng khi mình đứng trên cái vai trò của mình là một người khách hàng, mình xem cái sản phẩm của mình có thuyết phục được bản thân của mình hay không trước khi mình đặt cái vấn đề đó mình bán cho người khác. Thì cái sự chân thành, điều đó nó rất là quan trọng, và nó cũng là một cái tâm huyết của em trong bao nhiêu năm em làm nghề. Cái yếu tố thứ hai của em muốn nhấn mạnh ở đây, đó là ngoài cái sự chân thành của một người làm sale thì mình cũng phải là có một sự nhạy bén, tức là vấn đề là sensitive. Thì cái vấn đề này thì bạn Chi bạn cũng có nói qua rồi, thì em cũng không có nhắc lại. Cái yếu tố thứ ba nữa trong cái những cái yếu tố mà em nghĩ một bạn sale cũng cần phải có nữa, đó là một cái optimistic, là một cái sự lạc quan. Thì làm sale chúng ta sẽ đối diện với rất là nhiều áp lực. Chúng ta sẽ hầu như là gọi là, người ta nói là làm dâu trăm họ, nhưng mà đây có thể là làm dâu ngàn họ, là chúng ta đang đứng giữa những cái khó khăn của doanh nghiệp và những cái khách hàng. Chúng ta làm sao để balance được cái vấn đề là vừa doanh nghiệp vừa khách hàng. Cho nên cái tinh thần mà chúng ta luôn lạc quan để chúng ta đối diện với cái vấn đề và tìm ra cái cách giải quyết của vấn đề để hài hòa hai bên là cái yếu tố nó cũng rất là quan trọng và cần thiết ở người sale ạ. Và thêm một phần nữa, tức là cái tính kiên định ấy, nó cũng là một yếu tố rất là quan trọng. Chúng ta kiên định với điều gì chúng ta đang làm. Mỗi giai đoạn chúng ta đặt một cái yếu tố gì chúng ta quan trọng, chúng ta lên hết để chúng ta tracking, để chúng ta theo tới cùng. Thì cái vấn đề là cái đặc tính ở đây là sự kiên định, nó cũng rất là quan trọng đối với một bạn sale ạ. Một người sale chúng ta cần phải là một người good listener. Mình thấy có những bạn làm sale ấy, ví dụ như khách, người ta khi trao đổi với khách hoặc là khách gặp cái vấn đề gì á, thì khách người ta tất nhiên là người ta tức giận, người ta chia sẻ, thì điều đầu tiên là mình retract cái vấn đề nó ngay tức khắc. Thì theo như mình nghĩ cái này thì tùy mỗi người, người ta sẽ có những cái
cái hướng hoặc là cũng có những cái cách khi người ta phản hồi là cái điều đó của khách khác nhau. Nhưng mình nghĩ là đầu tiên cái vấn đề mà một người lắng nghe đầu tiên, cảm thông đầu tiên thì nó sẽ giúp ích nào cho khách. Lúc đang người ta đang là một cái bad mood thì người ta sẽ giảm được cái tức giận của người ta. Người ta cảm thấy người ta đang nói chuyện với một người đang biết lắng nghe và biết chia sẻ. À, em xin hết em chỉ bổ sung một vài cái yếu tố và một vài cái mà em cũng tâm niệm em mang theo trong trong quá trình em làm trong nghề thôi, để em chia sẻ thêm, để học và đóng góp để cho mọi người có thêm ạ. Em xin hết. Bán được từng đấy năm đúng không chị Nghĩa? Đúng rồi, có hay thể quá. Đúng. Yeah. Rất hay, cảm ơn Nghĩa rất nhiều. Dạ. Yeah. Yeah. Rất là cảm ơn những cái ý kiến đóng góp của anh chị ạ. Em nghe thấy đây là ai cũng rất là nhiệt huyết từ bên revenue, bên sale. Thế thì bên ngành hotel thì em cũng đã nghe về các anh chị nói chia sẻ về cái gọi là cái chân dung của một người sale thành công như thế nào. Thì nhân đây thì em cũng rất là muốn nghe thêm một cái gọi là chia sẻ nữa của một cái gọi là người đàn anh, nhưng mà không phải là trong trước đây là cũng là nằm trong ngành hoteler ạ. Nhưng mà sau này thì anh có mở công ty riêng, một mở công ty du lịch riêng, thì đó cũng vừa là khách hàng của chúng ta và cũng vừa là đồng nghiệp hồi trước kia. Thế thì một cái người anh rất là dày dặn kinh nghiệm trong ngành như vậy á, thì em cũng rất là muốn nghe ý kiến đóng góp của anh Dũng á, CEO bên công ty Đại Thiên Phú á. Dạ em mời anh. Xin chào anh Thuận, chào Nhâm và chào các anh chị đồng nghiệp. Mọi rồi. Người nghe có rõ không ạ? Nghe rõ lắm Dũng ơi. Dạ rồi, trước hết thì cảm ơn anh Thuận cũng như là bên phía ban tổ chức đã tạo một cái buổi webinar ngày hôm nay rất là hay và bổ ích. Và khi mà em nhận được cái thông tin này thì em đăng ký ngay. Tại vì giống như Nhâm có chia sẻ thì em cũng hiện tại là đang tham dự với một cái góc độ là TA. Nhưng trước đây thì Dũng cũng có nhiều năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực sale của hospitality. Nên là Dũng cũng, và đặc biệt là Dũng là một người rất là thích về sales. Nên là hôm nay thì cảm ơn mọi người và cảm ơn những các anh chị đồng nghiệp đã tham gia. Và nãy giờ cũng có chia sẻ nhiều cái ý tưởng cũng như là nhiều cái point rất là hay. Thì chắc là Dũng cũng xin phép trên góc độ cá nhân thôi. Dũng cũng đóng góp một số cái ý mà nãy giờ mình chưa có khai thác để mình có một cái nhìn chung về một cái người sale thành công. Thực ra cái chủ đề này anh Thuận đặt ra và cũng như là phía Việt Nam Hospitality Hub thì đặt ra nó khá là lớn, đối với Dũng là khá là lớn, khắc họa một cái chân dung một người sale thành công thì Dũng nghĩ là khá là một câu hỏi khá là lớn. Góc nhìn bản thân Dũng thôi thì Dũng chia sẻ như vậy. Đối với Dũng thì trở thành một cái người sale thành công, một người sale giỏi nó giống như là một cái sản phẩm vậy đó mọi người. Tất cả mọi thứ nó phải hướng về cái sự hoàn thiện. Đối với Dũng thì mọi người chắc chắn là sẽ có một cái tiêu chuẩn, có một cái góc nhìn, có một cái đánh giá về cái mức độ như thế nào là một sale thành công hoặc là như thế nào gọi là một cái người sale giỏi. Riêng cá nhân Dũng thì Dũng nghĩ rằng là một cái người sale giỏi nó phải hướng tới một cái sự hoàn thiện. Giống như các anh chị mua một cái sản phẩm, các anh chị chỉ đi tìm kiếm những cái sản phẩm nó hoàn thiện. Ví dụ một cái điện thoại mình đang sử dụng, ví dụ của iPhone hay là của Samsung, mình luôn luôn so sánh rằng là có những cái tính năng gì thực sự nó hoàn thiện hoặc là thực sự mình cảm thấy nó vượt trội thì mình mới mua. Thì Dũng nghĩ rằng là để đánh giá được một cái người sale thành công giữa những cái người sale thành công khác thì Dũng nghĩ rằng là cái sự hoàn thiện. Thì đầu tiên một cái tiêu chuẩn đầu tiên thì giống như chị Trúc lúc đầu có chia sẻ, Dũng khá là tâm đắc và Dũng cũng xin phép được chia sẻ lại chút xíu. Nhưng mà Dũng sẽ định nghĩa theo một cái kiểu khác. Chị Trúc định nghĩa là market intelligence thì Dũng sẽ định nghĩa rằng là trước hết một cái người sale thành công là một cái người phải thực sự là expert về cái knowledge. Có nghĩa là cái kiến thức chuyên ngành của mình phải thuộc dạng là expert ở một cái tầm vĩ mô. Ví dụ nha, chúng ta là một cái người sale khách sạn thì chúng ta sẽ ngoài cái việc chúng ta am hiểu về sản phẩm của chúng ta thao thao bất tuyệt về cái sản phẩm, chúng ta present rất tốt về cái sản phẩm của chúng ta, mà chúng ta không am hiểu về điểm đến, chúng ta không am hiểu về kiến thức chuyên ngành, chúng ta không am hiểu về những cái thị trường, những cái đối thủ cạnh tranh hay là những cái kiến thức chuyên sâu hơn thì Dũng nghĩ rằng là cũng chưa gọi là một cái người sale thành công. Thì cái kiến thức về cái chuyên ngành nó rất là quan trọng. Kiến thức về chuyên ngành nó có thể không chỉ giới hạn ở cái góc độ là trong cái quốc gia chúng ta đang làm cho cái
đơn vị đó trong cái quốc gia chúng ta, mà chúng ta có thể là mở rộng hơn ở cái tầm là vĩ mô hơn là ở quốc tế, họ làm cái gì đối với cái ngành hospitality này, họ đang apply những cái ứng dụng, những cái công nghệ gì, họ đang làm những cái việc gì mà nó giúp cho cái việc phát triển cái ngành này. Thì Dũng nghĩ rằng là cái kiến thức về chuyên ngành và chuyên sâu thì chúng ta cần phải trang bị rất là tốt. Nãy giờ Dũng chưa thấy, có thể là các anh chị có thể là hơi quên cái point này, thì Dũng cũng xin chia sẻ luôn là hồi nãy Dũng nghe hình như anh Thạch có nói chút xíu về cái việc này và Chi có nói chút xíu, nhưng mà Dũng thì Dũng xin nói rõ hơn. Và Dũng nghĩ rằng là đây là một cái yếu tố mà khi mà nói về người sale thành công thì bắt buộc phải có ngay, đó là cái xây dựng cái nhân hiệu của mình đó mọi người. Giống như rằng là chúng ta là người sale của khách sạn thì các anh chị nghĩ rằng là họ mua cái sản phẩm đó, bao nhiêu phần trăm họ sẽ mua cái sản phẩm đó bởi vì những cái gọi là cái unique selling point của cái sản phẩm đó, hay là họ đồng ý họ mua cái sản phẩm này, hoặc là họ support mình bởi vì cái signature của cái người sale person đó. Thì giống như rằng là khi mà chúng ta di chuyển hoặc là luân chuyển từ những cái property khác nhau thì người ta sẽ không nhớ mình là ví dụ như là người ta không nhớ ngày xưa họ support Movenpick bởi vì sản phẩm của Movenpick tốt hay là của Hilton tốt, nhưng mà bởi vì ngày xưa có anh Dũng làm việc cho Movenpick, hoặc là anh Dũng là sales của Hilton, bởi vì tôi nhớ rất rõ ảnh là người như thế nào. Thì Dũng nghĩ rằng là để xây dựng được một cái nhân hiệu, xây dựng được những cái riêng biệt của mình thì mình sẽ nhớ hơn, là giúp người ta nhớ hơn và sẽ giúp cho mình thành công hơn, kể cả là mình còn cộng tác cho cái sản phẩm đó hay là một cái doanh nghiệp đó, hoặc là sau này chúng ta có di chuyển hay là luân chuyển qua những cái lĩnh vực khác thì họ cũng sẽ luôn luôn support mình. Thì cái việc mà xây dựng cái nhân hiệu thì nói rộng hơn là chúng ta phải ý thức được rằng là chúng ta phải xây dựng được một cái signature riêng cho mình, từ cái việc grooming của mình như thế nào, từ cái việc giao tiếp của mình như thế nào, việc chăm sóc khách hàng như thế nào, từ cái việc mà mình hỗ trợ xử lý những cái vấn đề trong suốt những cái quá trình mình làm việc với khách hàng. Thì những cái đó mình luôn luôn phải tâm niệm và mình ý thức được rằng là mình luôn luôn phải làm tốt những cái việc đó. Có nghĩa là mình có cái chủ đích, mình có cái mindset từ ban đầu là mình phải có được một cái nhân hiệu khi mình đi gặp một khách hàng. Mình rời khỏi văn phòng của khách hàng làm sao để họ nhớ được mình trong số rất là nhiều những cái sale đại diện cho nhiều cái property khác nhau, thì chúng ta phải làm được cái việc đó. Thì Dũng nghĩ rằng là rất là quan trọng để mình xây dựng cái việc đó. Rồi một cái tiếp theo nữa, một cái yếu tố tiếp theo là Dũng nghĩ rằng là nãy giờ mọi người hôm nay là cái chương trình mà mình liên quan về cái revenue, thì bản thân Dũng cũng là một người rất là thích về revenue, nên Dũng nghĩ rằng là một sale giỏi thành công thì sale đó phải rất am hiểu về revenue và phải biết ứng dụng cái revenue đó vào cái công tác sales của mình. Tại vì ngày xưa thì Dũng cũng may mắn là cũng đừng join được một vài cái cuộc họp về strategy revenue meeting, thì Dũng cũng rất là thích về revenue. Nếu mà đụng tới revenue thì chúng ta có thể nói nôm na như vậy thôi, là đối với Dũng thì một người sale giỏi đó chưa hẳn là một người sale bán được rất nhiều sản phẩm hoặc là bán được nhiều hàng hóa. Nói trong cái ngành hospitality của mình là không phải bán được, get được cái volume nó rất là cao thì chúng ta định nghĩa là sale giỏi. Chưa hẳn, đối với Dũng là chưa hẳn nha. Tất nhiên là ở một cái góc độ nào đó thì nó đã thành công rồi, nhưng mà đối với Dũng thì bạn bán được ở cái revenue mà generate được cái profit nó như thế nào thì chúng ta mới gọi là thành công. Ví dụ như là ở một cái điều kiện thị trường đang peak season mà bạn tung ra những cái promotion, bạn bán thấp giá hơn những cái đối thủ cạnh tranh vào cái thời điểm đang peak season để bạn generate được cái volume nó rất là cao, nhưng mà cái total revenue và tính ra cái profit nó không đạt được, không, hoặc là cái ADR nó không được cao thì chúng ta cũng chưa gọi là một người sale đó một người sale thành công. Giống như là cái việc bạn bán cái sản phẩm đó, 10 cái sản phẩm với giá 1 đồng thì bạn có thể bán 5 cái sản phẩm với giá 2 đồng chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Thì chúng ta phải luôn luôn, chúng ta phải suy nghĩ rằng là chúng ta phải chốt deal ở cái mức giá như thế nào để mang về cái profit nó cao nhất cho cái công việc và cái công ty của mình. Thì đó mới là một cái tư tưởng của một cái người sale thành công. Hơn là cái việc chúng ta thường nghĩ rằng là chúng ta phải bán được rất nhiều hàng hóa thì chúng ta mới thành công. Thì cái đó thì Dũng nghĩ rằng là mình cũng có thể là mình suy nghĩ về cái việc đó. Còn một cái point cuối cùng thôi, thì cái này thì nó rất là nhiều, tại vì nói thì nó rất là nhiều, nhưng mà một cái point cuối cùng thì những cái multi skill thì chúng ta chắc chắn là chúng ta phải hoàn thiện,
Dũng nói ở cái góc độ hoàn thiện luôn, chứ không phải là chúng ta chỉ giỏi ở cái khả năng thuyết trình, cái kỹ năng về giao tiếp, kỹ năng về quản lý thời gian, hay là kỹ năng về đàm phán, hay là xây dựng những cái mối quan hệ khách hàng. Dũng nghĩ rằng là nếu như chúng ta chịu đặt một cái mục tiêu phát triển cho cái sự nghiệp của một cái người sale, thì chúng ta phải rất là giỏi ở những cái kỹ năng này. Và ở những cái cấp độ cao hơn thì Dũng nghĩ rằng là một người sale thành công không chỉ riêng về cá nhân đâu mọi người. Có nghĩa là mình không chỉ giỏi ở cái cấp độ cá nhân của mình, mà một người sale thành công là một người có thể là đào tạo và xây dựng được một cái đội ngũ dưới mình thành công. Ví dụ như là khi mà các bạn lên được cái vị trí DOSM rồi thì tương lai của các bạn sẽ đi đâu nữa? Thế thì the next level, chúng ta có thể là một cái cluster, một cái country sales manager, một cái country sales director, có thể là hospitality không có cái chức danh này, nhưng mà những cái lĩnh vực khác. Rồi ngoài cái việc là country thì chúng ta có thể là regional. Thì các anh chị nghĩ rằng là các regional sales director họ sẽ làm gì? Có nghĩa là họ sẽ có cái khả năng để guideline, định hướng, training, đào tạo và phát triển những cái nguồn nhân sự ở dưới họ, để giúp đỡ cho những cái người ở bên dưới họ thành công. Thì Dũng nghĩ rằng là ở cái góc độ sale thành công thì nó cũng sẽ cover luôn cái point này, chứ không chỉ riêng gì cái cá nhân chúng ta thành công là mình nghĩ rằng là mình là sale thành công. Rồi thì Dũng cũng có đóng góp một số cái idea như vậy, thì rất là hy vọng là các anh chị cũng có thể là tham khảo. Và nãy giờ Dũng cũng rất là cảm ơn những cái chia sẻ từ các anh chị. Từ đó thì mình có thể là build up được những cái tiêu chuẩn cho một cái người sale thành công cho tất cả mọi người. Cảm ơn anh Thuận và Nhâm và hay quá Dũng ơi, cảm ơn rất nhiều, chia sẻ rất rất hay, tâm huyết. Dạ vâng ạ, em cũng rất là cảm ơn chia sẻ của các anh chị tham dự cũng như anh chị khách mời. Thực ra thì nó rất là quý báu đối với lại những cái bạn sale đang làm trong ngành. Nhưng mà tuy nhiên là thời lượng chương trình thì có hạn, mà mình là còn tận 2 topic nữa. Nên là các anh chị hiện tại đang giơ tay thì em thấy ở đây có anh Minh Chu, Phạm Cường, chị Trang, anh Jimmy, chị Anna, chị Kes và chị Hoài Thanh. Thì chắc là cho em xin dời các anh chị qua topic 2 ạ. Thì em sẽ mời các anh chị chia sẻ thêm về topic 2. Còn topic 1 thì em xin mời chị Trúc ạ, mình wrap up cái nội dung chính của cái topic 1 ngày hôm nay nha chị. Hello, vậy Trúc sẽ là wrap up lại nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như anh nói đúng á, thực sự ra cái mình nói ở đây về một hình ảnh một người sale, mình không nói về những cái task trong job description. Ví dụ giống như chị Hà nói là management account, hoặc là những cái kỹ năng về negotiation. Thực sự ra đó là trong job description là phải có. Mình nói về những kỹ năng mềm, những kỹ năng mà nó giống như là một cái kỹ năng mà bạn không có để trong job description được. Giống như anh vừa nói là ví dụ anh vừa nói là về khả năng không phải cái bán nhiều là giỏi, đúng không? Và cái personal brand, thực sự trong job description cũng không mention personal brand. Vậy thì bây giờ Trúc sẽ túm lại tất cả những thứ mà dạng không thuộc về về gọi là job description nha. Number one phải là proactive. Proactive ở đây là mình phải step ahead, có những cái quan sát về thị trường, hiểu biết về thị trường, rồi đưa ra những cái direction hoặc những suggestion để mà management, sales team, revenue để cùng có thể để đạt được một cái mức nào đó và một cái target mà đạt ra bằng những cái proactive của mình. Mình phải suggest, mình phải active lên. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai có nghĩa là mình phải keep balance giữa interest của khách sạn và interest của customer. At the end of the day là mình vẫn có business, khách sạn có business và khách hàng vẫn happy. Thì cái nhiệm vụ đó là người sale nên phải keep the balance. Mà cái này cũng không có trong job description. Cái đó là cái skill của bạn, cái kỹ năng của bạn trong cái việc communication, cái việc giải quyết cái interest giữa hai bên. Nếu bạn keep balance này tốt thì bạn sẽ có cái tốt. Cái thứ ba thì never give up. Thực sự cái này là general thôi, chứ đối với Trúc thì có những cái account mình phải give up. Tuy nhiên cái này là cái này cũng là một cái hay, never give up, nhưng không phải có cái nào mình cũng đâm đầu và nó sẽ happen đâu. Tuy nhiên đó là majority, đúng là phải try the best cho đến khi là mình cảm thấy là mình không có con đường nào đi nữa thì mình give up. Cái wrap up thứ tư em ơi, em qua cái wrap up thứ tư cho chị đi. Wrap up thứ tư là understanding customer and market deeply, giống như hồi nãy chúng nói là đó là cái market intelligence ha. Nó develop ở rất nhiều góc độ. Nhưng mà add in vào thêm, chúng nói luôn là giống như hồi nãy anh có nói là
không phải là cái việc là understanding sản phẩm của mình đâu. Mình understanding destination, rồi competitor destination, rồi tiếp sau đó mình understanding về other country, market trend này kia. Thực sự ra cái đó show cho bạn cái gì? Khi bạn đi nói chuyện với khách hàng hoặc những cái hỗ trợ quốc tế, nó thể hiện được cho bạn, cho customer, bạn là ai, bạn đến từ đâu và tôi có thể trust bạn kiểu nào. Thì cái đó rất là quan trọng khi bạn sở hữu một cái lượng kiến thức lớn. Cái đó là cái thứ tư. Vậy cái thứ năm cuối cùng chắc có lẽ là personal brand. Nhâm ơi em đi cái Making decision. Đúng rồi. Whatever bạn nghĩ, bạn lên chiến lược, bạn làm đủ thứ, nhưng mà bạn không có making decision là không có được. Đúng không? Phải making decision. Cũng có những cái making decision making wrong, nhưng mà cái đó cũng là cái để bạn lesson learn. Tất nhiên không phải mình trong cuộc đời làm DOSM chút bả đạo cũng có, tất cả tụi mình đều commit những cái making wrong decision nữa. Nhưng mà mình cái good là mình make decision, và mình nếu mà sai mình lên từ đó. Nếu mà đúng rồi thôi khỏi nói rồi. Thực sự chúng có thêm một điểm số 6, đó là personal brand. Hồi nãy là chưa kịp nói anh nói. Thì personal brand nó rất là quan trọng. Nó define bạn là ai trong thị trường. Khi mà bạn sell giỏi, bạn làm mọi thứ rất tốt, vậy thì cái đó đi theo bạn, chứ không chỉ hẳn là chỉ benefit cho khách sạn lúc đó bạn làm đâu, không đâu. Bạn build up hình ảnh của bạn để sau này bạn đi đâu, à khi người ta nhớ về bạn, người ta nói à cô này rất lẹ nè, rất helpful nè, rất giỏi nè, và những sản phẩm cô này chọn bao giờ cũng sẽ là sản phẩm luxury, ví dụ như vậy. Đó thì những cái wrap up thì chúng nghĩ là những cái này nó không có trong job description, nó chỉ có những soft skill là các bạn phải develop theo thời gian ha. Chúng nghĩ là sẽ có nhiều nữa, nhưng mình sẽ túm lại những cái phần này. Rồi, cảm ơn chị Trúc. Dạ, em cảm ơn chị Trúc rất là nhiều ạ. Dạ, rồi em cảm ơn các khách mời cũng như là những cái anh chị tham dự đã chia sẻ, gọi là rất là máu lửa và cực kỳ là tâm huyết cho cái chủ đề là chân dung một người sale thành công. Thế thì em xin mời tiếp tục là mọi người qua chủ đề 2, là thực sự rất là challenge luôn. Đó là cái vấn đề giữa sale và team revenue, những cái thách thức mà hai team hay gặp phải trong quá trình làm việc. Mình sẽ có team revenue và team sale. Thì ngoài ra thì em cũng sẽ ban tổ chức sẽ rất là welcome các anh chị khách mời ạ, và các anh chị tham dự. Mình có những cái câu hỏi hoặc là mình có những cái phần nào thì mình có thể ghi vào phần chat inbox hoặc mình raise hand để em mời nhé. Dạ em mời chị Trúc ạ. Dạ chị Trúc bên sale team ạ. Dạ. Đang chờ đổi sale raise. Dạ vâng. Team revenue đã sẵn sàng rồi chị Trúc ơi. Okay. Thực sự ra từ bắt đầu, kể từ khi chị đi làm á, thì chị luôn nắm revenue, cho nên chị cũng hiểu từ phía hai phía, từ revenue và cả sales. Tuy nhiên á, sau này chị cũng gặp nhiều bạn là chỉ là director of sales thôi, rồi director of revenue, và là sẽ có rất là nhiều cái challenge. Cái ở đây là toàn bộ revenue hiện nay trong team mình có là chủ yếu là international, nhưng mà hiện nay chị nghĩ chắc trong đây có rất nhiều sales là sales local. Và cái việc mà team international, revenue international và sale local nó rất là khác nhau về cái việc mà decision making, đúng không? Vậy thì chúc hỏi nè, hiện nay phần lớn là chúc đang nói chung thôi, chưa đang nói là international revenue hoặc là local nha. Phần lớn các bạn revenue local, thôi chúc hỏi international trước đi. Không phải là bạn nào cũng đến từ sale ra, nhưng mà không có nghĩa là sale là bạn hiểu tất tần tật về thị trường. Vậy thì trong một số trường hợp bạn có cái authorized revenue, có authorized quyết định là không lấy đoàn này, đúng không? Rồi sau đó là sẽ dẫn đến cái việc lost business, cái đó chuyện đó nó xảy ra, thỉnh thoảng nó vẫn xảy ra. Vậy thì khi mà đến cái management level, nếu mà by the end of the month bạn thiếu business, không đạt được target, vậy trong trường hợp này ai chịu trách nhiệm? Dạ, bên team revenue em mời chị Trang ạ. Em thấy chị Trang có raise hand lên ạ. Dạ. Hay quá Trang ơi, nói chung là xung phong hay quá. Team revenue là sung lắm, em thấy có mấy người, nhưng mà chị Trang cho tay trước em, mời chị Trang gọi là trả lời những cái băn khoăn ở bên sale ạ. Nhâm quá, Nhâm để dành bàn tay dơ của chị từ phần trước sang đến sau. Em vẫn giữ quyền ưu tiên cho chị trước ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị Trúc.
đối với cả hoạt động trong khách sạn ấy thì cái việc mà các bạn sales nhiều khi sẽ có những cái lead mà khi mang đến doanh thu và bị từ chối, cũng không hẳn là bị từ chối mà có khi các bạn đưa ra một cái yêu cầu của khách và không đáp ứng được cái muốn của revenue. Thế thì ở đây câu chuyện phải giải quyết trước khi mà bị mất cái business đấy là cái gì, thì mình sẽ sẻ thông tin, cần phải các bạn sale sẽ cần cung cấp thông tin cụ thể về đoàn đấy, về cái yêu cầu của họ, budget của họ, rồi những cái thông tin mà các bạn ấy có thể tìm kiếm được liên quan đến cái đoàn đó, chia sẻ với cả review để review hiểu được là vì sao bạn lại propose lên một cái giá với cái mức như vậy và cái doanh thu mang về là như vậy. Hôm nay em phải nói tới cái phần communication mà hôm trước thực ra khi mọi người có trao đổi cũng đã nhắc đến rồi, thế nhưng mà hôm nay thì mọi người cũng đưa ra rất nhiều những cái tiêu chí về chân dung của một good salesperson, và cái communication đấy thì rất cần thiết khi mà mình trao đổi để lấy giá cho một đoàn nào đó. Thế thì bây giờ nếu như mà cái đoàn đó bị lost và câu chuyện ở đây là đổ lỗi xem là bên nào là bên chịu trách nhiệm về cái việc lost business đó, thế thì mình có thể come back lại là vì sao mà khách không chấp nhận được cái offer mà khách sạn đưa ra, bạn sales gửi ra. Thế thì trước đó sẽ phải là câu chuyện communication giữa hai team như thế nào đấy để bên revenue đã không xác định được đúng khách. Đối với cả doanh thu ấy, thì sẽ là sell the right price to the right person, giống như là ban nãy chị Nghĩa có nói à. Thì không chỉ là sales đâu mà cả revenue cũng vậy. Revenue cũng muốn là dành được cái mức giá nó làm sao để maximize được doanh thu từ cái lead đó. Chứ không phải là họ luôn luôn chỉ muốn là giá phải thật cao và doanh thu phải thật lớn. Thực tế nếu như mà bên sales có thể cung cấp cái thông tin đầy đủ cho revenue để họ cân nhắc tính toán làm sao được đoàn đó vẫn có thể chấp nhận được và doanh thu của khách sạn không bị ảnh hưởng quá nhiều. Thì đấy là câu chuyện của communication ban đầu. Nếu như cái phần communication đấy không rõ ràng, không đầy đủ thông tin thì cái việc lost business rất dễ xảy ra, kể cả đối với khách sạn local hay là khách sạn quốc tế. Rồi, ok, chắc anh nghĩ phần này Hà đấy, team revenue, Hà có thêm ý kiến gì không em? Cảm ơn Trang. Em thấy là cái feedback của bạn Trang rất là hợp lý, và em xin bổ sung thêm một chút, đấy là đầu tiên mình phải xác nhận rằng là cái lost business đấy là đứng trên quan điểm của ai. Tại vì nếu giả sử như là trong hai lựa chọn và mình nói chuyện với bạn và vì như thế cái business bạn mang tới là loss nhưng nó lại mang lại một cái opportunity lớn hơn thì với khách sạn nó không phải là cái loss, và ở đây không có ai phải responsible cho cái sự loss mà mình định nghĩa đấy cả. Thế thì đầu tiên mình sẽ phải consider là đấy có thực sự là loss business hay là không. Thế thì cái loss đấy mình sẽ gọi là loss khi mà nó có một cái sự wrong offer. Offer ở đây có thể thường thường các bạn sẽ nghĩ là nó quá giá quá cao. Giá quá cao, thường thường giá thì nó là một cái yếu tố tương đối là common, đúng không ạ? Thế thì giá quá cao thì nó liên quan đến phần communication, giống như, hoặc là những cái information mà như là ở phần đầu mình chia sẻ một sales portrait, thì cái thông tin mà sales mang lại là vô cùng quan trọng và có thể quyết định đến cái strategy hoặc cái business plan cũng như là cái change trong cái strategy hoặc là pricing plan của khách sạn. Thế còn ngoài ra thì là gì? Trong một cái discussion đấy, mình cũng không thể đảm bảo rằng ngay lập tức sales hay là từ những kênh khác mình có ngay đầy đủ thông tin. Thế thì thường thường mình sẽ phải có backup. Quan điểm của mình là international brand và local brand không có gì khác nhau cả. Tại vì hôm nay tôi làm việc ở Metropole, tôi đi công tác, sử dụng budget của khách sạn, tôi có thể sử dụng afford được một khách sạn 5 sao và tôi làm việc với international brand. Nhưng ngày mai khi mà tôi đi resort, với một cái số tiền hạn chế và vì đi cùng với số lượng đông gia đình chẳng hạn, tôi có thể ở một cái local brand với một khách hàng, cái behavior, cái attitude, cái expectation của tôi nó có thể hơi khác nhau một chút, nhưng nó là từ cái personal của tôi. Vì thế cho nên nếu bạn muốn tôi chọn bạn thì bạn phải hiểu tôi đang muốn gì,
và vẫn là con người này, cho dù là đặt local brand hay international brand. Vì thế cho nên là cái responsibility hay là những cái response về giá thì đều là mình nghĩ là nó có cái sự giống nhau. Thế thì thường thường thì với mình ý, thì khi mà mình làm việc với sales thì để đảm bảo rằng là sales có đủ một cái độ co giãn trong cái negotiation và để có thể cover lại những cái thông tin mà trong cái quá trình discuss bọn mình chưa nói đủ hoặc là chưa có đủ, thì bọn mình sẽ phải đưa ra cái gọi là wish, what and want rate. Thế thì vấn đề ở đây là gì? Wish là cái mà tôi nghĩ lại là mang profit cao nhất cho khách sạn. Want là cái mà sẽ giúp khách sạn đạt được cái demand forecast. Còn what có thể là cái customer hoặc là sales wish hoặc là sales nghĩ rằng là mình có thể bán được với cái giá đó. Thế thì vấn đề ở đây là gì? Là khi mà các bạn đưa ra được một cái range như thế, một cái tool rất là power cho sales như thế, thì cái khả năng mình loss nó sẽ ít hơn. Cái nữa là gì? Với revenue, tại sao sales lại approach revenue? Tại vì khi mà bọn mình calculate cái business opportunity đấy, thì bọn mình sẽ phải kiểm tra là gì? Ok, với cái giá này, khả năng competitor có thể vẫn grab được cái business đó. Như vậy thì nếu trong trường hợp mình không lấy được cái đó, thì cái displacement hoặc cái business mình thay thế trong cái giai đoạn đó nó sẽ là gì? Thế thì với mỗi một cái business mà có ảnh hưởng đến cái business chung của khách sạn, thì bản thân nhiệm vụ của revenue sẽ phải là calculate cái risk. Và cái thứ hai là gì? Là finding những cái change trong cái sales plan tiếp theo. Thế thì nếu như mà revenue có thể làm tốt được cái việc đó thì cái sự loss ở đây nó sẽ được minimize rất là nhiều. Đấy là quan điểm của mình. Cảm ơn các bạn. Ok, Thuận thì có một ý để wrap up lại cái chỗ này là thật ra nếu mà nói về trách nhiệm các anh chị, nếu mà nói về trách nhiệm thì thật ra nếu mà nói ai chịu trách nhiệm, câu hỏi của chị Trúc là ai sẽ chịu trách nhiệm trong cái việc này á, thì mình cho là trách nhiệm chung. Vì SDN á, thì khi mà revenue tính toán để đưa ra cho các anh chị bất kỳ một cái cơ sở nào đó để chào giá hoặc là để đi, tức là pitching hoặc là có thể walk away một cái đoạn nào đó, đó để từ chối đó, thì nó đều có những cái cơ sở để làm cái chuyện đó. Thì những cái cơ sở đó không phải tự nhiên mà nó đến, mà nó tự tính toán khoa học đàng hoàng và dựa trên budget, dựa trên forecast driving business. Thế nên thì mình nghĩ là nếu mà quay lại, ví dụ mình nói sale nói là ok, bây giờ ví dụ revenue mà coi như reject một cái business nào đấy hoặc là làm cho business nào đó nó bị loss rồi cuối tháng không đạt được chỉ tiêu rồi này nọ kia, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Thì cái trách nhiệm ở đây nó vẫn là trách nhiệm chung các anh chị, chứ nó không thể nào đổ là chỉ có tại vấn đề của revenue được. Bởi vì cuối cùng hết, cái việc mà để win một cái business nào đó để mà có thể làm cho mình đạt được chỉ tiêu á, nó là trách nhiệm chung của cả sale và nỗ lực chung của cả sale và revenue. Và những người, đó là một cái process mà trong đó những người từ cao nhất của sale, tức là gọi là lãnh đạo của sale cho đến cái người nhân viên trực tiếp của sale mà đi bán hàng á, là đều involve cùng với revenue vào cái quyết định đấy. Thế nên thì cái lỗi đó không, cái việc đấy nó không thể nào để mà nói là cái đó là trách nhiệm riêng của revenue được. Thì cái đó là cái phần của mình phản hồi trên cái ý của chị Trúc. À, cái đó thật sự ra câu hỏi chị là lead đến cái point, lead đến cái chị vừa nói. Có nghĩa là về mặt cơ bản á, không phải sale chịu trách nhiệm không mà revenue cũng thế. Chị bắt lại cái point của Hà là Hà nói là có thể dẫn loss nếu mà sales không đưa information đầy đủ. Và chị cũng hiểu Thuận luôn, tại vì chị cũng dâng revenue ra là những calculation của revenue dựa trên những con số, những cái forecast đầy đủ có. Nhưng mà sale họ cũng có những forecast của họ về thị trường, họ nắm rất rõ là đoàn nào có thể in, đoàn nào có thể out, ABCDZ. Nếu mà chỉ simple, đơn giản giải thích như thế á, thì từ xưa giờ tại sao sale và revenue vẫn không giải quyết được cái chuyện fighting với nhau nhỉ? À, again, chị vẫn chốt đồng ý là nếu revenue fail, cả hai bên đều phải chịu trách nhiệm. Revenue rẫn sale, mà sale top có nghĩa là director of sale hay cái gì gì đó ở đây. Vậy chị hỏi trong trường hợp nếu sale không đưa information đầy đủ, revenue có reject chuyện đó là reject rõ ràng là không đầy đủ information hay không, hay chỉ đơn giản là giá này không được? Không đầy đủ thông tin thì không ra được cái quotation cho sale được rồi. Tại vì một cái process mà để get một cái giá từ đều có một cái standard là anh chị sale phải cung cấp những cái thông tin gì rồi. Đó, vậy là clear cho tất cả các sale trong team này nha. Có nghĩa trong ý trong nói trong forum, trong trường hợp next time revenue từ chối thì các bạn coi lại revenue từ chối lý do gì, hoặc là do các bạn không đưa đủ information thì ok rồi, chị đến với trường phần đó.
Còn sale nào muốn ok hỏi phần này đi rồi ý kiến tiếp đi anh chị. Dạ anh Phong ạ, em xin lỗi anh Phong, anh đưa ra thêm một cái câu hỏi nữa cho bên revenue. Thế này thì ra cũng không có vừa là câu hỏi mà vừa là cái kinh nghiệm của mình, thì nghĩ là đây là một cái vấn đề mà dạo gần đây hoặc mấy năm gần đây thì những khách sạn ở bên resort bị nhiều hơn City Hotel. Tại vì bên City Hotel là do mình có nhiều segment đúng không? Mình vừa có corporate, mình vừa có MICE, mình vừa có leisure, mặc dù leisure không có nhiều. Nên giữa cái phần mà giá mà revenue cân bằng giữa online với lại kênh wholesale thì nó rất là dễ, nó không bị nhiều. Tuy nhiên bây giờ nó bị trường huống là giữa resort. Resort đa số, nhất là những resort mà highway thì nó chỉ có hai segment thôi, là giữa là OTA và đa số là booking, xin lỗi, đa số là travel agency là nhiều. Thì mình thấy thì những cái resort mà revenue mà in chart luôn cái KPI của online thì đang bị vấn đề là vì để mà bảo vệ cái performance của mình mà nhiều khi revenue chưa có làm việc một đưa giá ra một cách fair, họ sẽ hướng đa số booking về OTA nhiều hơn để performance KPI mình tốt hơn. Mình đang thấy vấn đề đó. Thứ nhất là khi mà giá công suất thấp thì họ sẽ sẵn sàng hạ giá mà nhiều khi không báo cho sale biết luôn. Tới khi mà agency mà họ về họ cầm lên họ gọi xe tại sao mà giá online anh quá thấp tôi không bán không có được. Hoặc là khi sale lên check online mới thấy thì lúc đó thì họ mới nói không thông báo lại là một. Thứ hai là khi mà công suất cao là kêu là không bán cho agency nữa, mình chỉ bán cho khách online thôi tại vì yield revenue được nhiều hơn. Nhưng mà không đưa ra cái solution mà thật ra solution rất là dễ. Đó là cho agency bán với giá online giảm bao nhiêu phần trăm commission. Thì câu hỏi của Phong cho các bạn revenue là ok, nếu bạn thấy như vậy thì revenue có nên in chart OTA luôn hay không? Và nếu mà trường hợp mà cái bạn revenue đó vẫn làm như vậy thường xuyên mà không có cái giải pháp, hoặc là những cái người đứng trung gian như là GM vẫn không có thấy vấn đề đó, vẫn để cho làm, thì mình giải quyết bằng cách nào? Xin hết câu hỏi Phong như vậy thôi. Ok, phần này Cường trả lời được không em? Hello anh, sorry anh, ok thì bác lại câu chuyện em nghĩ nha. Cái vấn đề giữa sales với revenue á, nó chỉ about là about displacement thôi. Tại vì nếu không có displacement thì chắc chắn revenue sẽ muốn lấy đằng đó. Và nếu trong trường hợp revenue vì một lý do nào đó họ đưa ra một cái giá mà không đúng với lại cái mong đợi của sales cũng như là khách hàng, thì em nghĩ là đằng sau đó có cái rationale, bởi vì có thể là mình vẫn đang trong lead time để nhận thêm đoàn, hoặc là mình có đủ cái transient demand để mình cover cái group loss đó just in case, hoặc rằng là just in case là tại vì cái event revenue của cái từ cái đoàn đó nó không đủ để đáp ứng, trong khi bone room này đó theo như cái historical data mình có thể có được cái local event revenue nó tốt hơn. Thì công việc chính của revenue chính là cố gắng optimize cái revenue càng tốt. Em ở đây không bao giờ dùng từ maximize cả, bởi vì chẳng bao giờ mình maximize revenue đâu, em chỉ dùng là optimize thôi. Thì bác lại câu hỏi của anh Phong đó là revenue có in chart OTA không, thì câu trả lời đó là yes, bởi vì OTA là một kênh bán hàng và về cơ bản OTA sẽ phải bán giá đời xem với lại trên brand website của mình hoặc là hotel website, bởi vì đó là kênh online của mình, thì cái đó là cái đầu tiên là mình phải đảm bảo được cái rate parity. Thì công việc của revenue again đó chính là cái việc là mình sẽ review lại seasonality cũng như là segmentation, pricing và demand để mà mình có cái pricing nó phù hợp cả cả kênh online, offline và giữa các segmentation với nhau. Thì nếu mình bring up cái chuyện mà tại sao revenue để giá bán online thấp hơn một số account nào đó lên GM, em có thể đảm bảo GM sẽ không giải quyết chuyện đó. Đây là cái em experience. Bởi vì đấy là chuyện của tụi bay. Công việc của tụi bay là sẽ phải làm việc với nhau như thế nào để tụi bay đạt được doanh thu cho khách sạn. Mình bring up lên GM không bao giờ giải quyết được cái chuyện đó. Tại vì GM không nhúng tay vào chuyện đó. GM sẽ lo những cái chuyện khác hơn. Thì câu hỏi bác lại câu hỏi của anh Phong, thì em nghĩ bản thân revenue và sales phải ngồi nói chuyện rõ với nhau, và bản thân revenue cần giải thích cho sales tại sao pricing nó lại là như vậy. Bởi vì pricing đằng sau pricing nó sẽ là câu chuyện của demand, price sensitivity và competitor rate nữa. Những cái đó nó tác động đến cái pricing mà revenue họ apply. Thì anh chị đã biết rồi, supply và demand chính là hai nhân tố quyết định cái pricing nó như thế nào. Thì không biết là cái phần nói của em như vậy thì có trả lời được câu hỏi anh mong đợi chưa? Ok. Anh nghĩ cái câu của anh nó khác một chút. Anh nghĩ là ok, cái mà pricing khi mà revenue đưa ra. Cha mình bổ sung cái ý kiến của Phong, tại mình nghĩ là mình hiểu rằng Phong đang nói cái gì. Dạ. Mình nghĩ là mình hiểu Phong đang nói cái gì, tại vì Phong đã từng là experience làm ở những cái gọi là international resort, mà ở đó thì là
theo như bạn là bạn in charge của cái wholesale, trong khi đó wholesale thì họ luôn luôn họ muốn có một cái fix giá, mà trong khi revenue lại muốn hướng cho khách là book cái dynamic rate, thì cái khi mà cái giữa cái demand của fix giá của wholesale và cái dynamic rate ấy, thì nó xảy ra cái trường hợp là có những cái lúc mà giá giảm thì fix rate của bên wholesale nó sẽ cao hơn cái giá dynamic, và OTA họ không book được, wholesale họ không book được và họ cầm lên. Và những cái thời điểm cao điểm á, thì là thì cái giá của dynamic nó cao lên, cho nên là bên revenue họ đem họ check cái giá đó, cho nên là Phong cảm thấy mình đang bị limit trong cái việc mà đạt được cái mục tiêu của Phong, có phải đúng không ạ? Hello. Dạ anh Phong ơi. Dạ, dạ đúng rồi. Ok, thì theo như mình á, mình có hai cái experience, một cái experience cho local với một cái experience cho international trend. Thì tại vì tùy cái thời điểm mà khách sạn mình nó ở vào trong cái lĩnh vực gì thì mình có những cái giải pháp hợp lý. Giả sử như khách sạn international thì khi các khách sạn luôn luôn phải bị một cái commitment đối với khách hàng là mình phải là keep cái rate parity, tức là rate của mình cho dù ở channel nào nó cũng phải là the same. Thì nếu không thì mình cũng sẽ bị mất cái hình ảnh của mình đối với khách hàng. Cho nên là đối với các international hotel á, thì là họ rất là strict trong cái việc mà không có đưa cái giá fix cho cái wholesale. Nhưng mà thực ra họ cũng có những cái giải pháp là đưa một cái dạng như là dynamic rate cho cái wholesale. Mình có cái wholesaler website, thì vào trong những cái wholesaler website họ vẫn có một cái percentage discount trên cái giá mà bán, cho nên cho dù giá nó có tăng hay là giá nó có giảm thì wholesale họ vẫn, các khách hàng của các đối tác wholesale họ vẫn có được capture được cái giá tăng hoặc giá giảm đó tại vào những cái thời điểm đó. Cho nên là nếu như mà mình thực sự mà mình bán được cho họ cái idea đó và mình encourage họ book được những cái giá mà dynamic như vậy ấy, thì mình nghĩ cũng giải quyết được cái khó khăn của Phong. Còn đối với trong thời gian mình làm ở cái khách sạn mà local ấy, thì trong local hotel thì lại khách sạn này không có bị ràng buộc cái chuyện mà mình phải đưa ra một cái giá gọi là rate parity, thì trong thời điểm đó thì họ vẫn có thể dễ dàng hơn là khi mà họ đồng ý cho bên sale những cái giá, ký kết những cái giá wholesale đối với khách hàng. Ví dụ như là những cái long term, long haul, short haul có những cái chương trình giá hợp lý, rồi còn cái giá của online, cái giá nó là một cái giá khác nữa. Thì cái đó theo như mình nghĩ là phải tùy vào cái mà khi mà mình làm đó cho từng cái đối tượng khách sạn, mà mình có cái chiến lược giá nó cụ thể, nó hợp lý. Bây giờ nếu như mà em làm cho bên international thì em không thể nào mà expect là phải cho cái giá fix thấp được, bởi vì trong khi khách hàng họ có cái giá cái wholesale họ có giá thấp thì họ có thể đưa ra rất là nhiều channel C-trip hay là gì đó, thì khi cuối cùng khi mà vào cái bức tranh tổng thể của một khách sạn thì có thể là bạn sẽ thấy là bạn wholesale đó bạn sẽ perform nhiều, nhưng mà khi mà mình nhìn đánh giá tất cả các segment, tất cả các channel trong khách sạn, mình thấy có thể là wholesale tăng nhưng mà cái retail nó bị giảm, hoặc là corporate nó bị giảm, thì cái đó cũng không phải là một cái thành công. Cho nên là cái thành công là cái một cái bức tranh tổng thể của khách sạn, và cuối cùng là cái revenue tổng thể của khách sạn, thì cái đó mới trả lời được cái câu hỏi của bên revenue. Dạ, yeah. Thì cái mà chị Thanh trả lời là cái mà em muốn raise lên, có nghĩa là hiện nay á mình hay bị vấn đề là cái giá giữa wholesale mình đưa fix cho một năm á thì nhiều khi nó rất là thấp khi mà công suất phòng cao. Đó, thì đối với em á thì em prefer cái cách là một là mình sẽ chạy theo cái hướng là dynamic cho agency, hoặc là những agency nào mà họ chạy brochure, ok mình có thể ngoại lệ cho một số account có cái chạy brochure cho cả năm thì khó đổi, nhưng mình sẽ hướng về dynamic nhiều hơn. Tuy nhiên revenue thì cũng phải flexible trong vấn đề này, tại em thấy một số khách sạn revenue không flexible, ví dụ như là công suất cao là cái kiểu là đóng phòng cho agency mà không có được giải pháp là ok mình có thể agency sẽ không bán cái giá contract lúc đó, nhưng mà agency được bán cái giá dynamic và được giảm ví dụ như 15% 20%, thì em thấy ok đó là solution mà agency nào cũng happy hết, và họ sẽ được bán cái đó tại họ hiểu lúc đó công suất nó cao.
hoặc là khi mà công sức mình thấp mình hạ giá online, thì lúc đó thì revenue là phải communicate liền với lại sale. Ok, giai đoạn này mình thấy công sức thấp thì sale phải gửi thông tin ra cho agency là họ có thể bán giá online với cái mức 15% 20%. Thì mình cũng đang cách là mình educate khách hàng là agency để họ bán theo dynamic luôn. Nếu mà revenue và sale mà mình thống nhất được những cái này thì nó rất là dễ, nó sẽ không có bị những trường hợp gọi là disparity xảy ra giữa wholesale và giữa OTA nữa. Thì các em muốn đưa lên vấn đề là như vậy. Dạ, rất là cảm ơn anh Phong. Dạ, rồi, thêm một số ý kiến nữa không ạ? Dạ vâng ạ, em mời chị Hà. Ok, thứ nhất là mình nghĩ rằng là nó có một cái sự hiểu nhầm khi mà bọn mình nói về cái topic này. Thứ nhất là các bạn luôn luôn nghĩ rằng là các bạn sales thì thường nghĩ rằng là revenue sẽ hầu hết mà đúng là mình phụ trách phần online, vì thế cho nên dynamic pricing hoặc online pricing là 100% là managed bởi bên revenue. Điều đấy là không đúng. Pricing nó là một cái tool, chứ nó không phải là một cái kênh bán hàng. Ý mình ở đây rằng là các cái international brand thì rất là rõ, nhưng mà bây giờ các cái local brand thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là gì, mình phát triển business hoặc là generate cái business của khách sạn theo segmentation. Segmentation là dựa theo khách hàng chứ không phải dựa theo giá hay là loại giá gì. Và chính vì như thế cho nên là segmentation nào mà có thể yield hoặc là optimize, mình cũng giống như là Cường, mình không sử dụng maximize revenue mà phải là optimize. Thì optimize được cái giá thì segment đấy nó sẽ là success. Điều đấy có nghĩa rằng là gì? Với mạng wholesale, nếu các bạn thấy rằng là cái fixed rate của mình nó không work trong một số những cái ngày đặc biệt, vì là khách sạn hoặc là strategy của khách sạn in short term đang hướng đến cái dynamic, thì có nên chăng bạn thinking về cái việc là implement cái dynamic pricing trong cái thời gian tới? Và thời gian tới này có nghĩa rằng là gì? Trong những cái tháng tới hoặc là khi mà các bạn nói chuyện với revenue và hotel management về cái pricing và business strategy, ví dụ thời gian làm budget, thời điểm đấy là thời điểm các bạn phải làm ra, hoặc là gì, khi bạn làm IP cho các account hoặc là gửi contract cho các account, các bạn cần phải có một cái conditions ở trong đấy, là ví dụ như là cut update hoặc là last room availability policy. Đấy chính là những cái tools để mình communicate với khách hàng, để khách hàng có thể hiểu được tại sao mình lại chuyển từ phần static rate sang dynamic rate trong những bối cảnh như thế. Và các bạn, mình nghĩ rằng là các bạn đánh giá hơi thấp khách hàng, rằng là khách hàng sẽ upset với cái điều đấy. Người ta chỉ upset khi mà người ta biết rằng là cái upset của họ có thể bắt nạt được khách sạn hoặc là sale của khách sạn thôi. Đấy là quan điểm của mình, và mình đứng trên quan điểm kể cả sales ngày xưa. Mình trong 5 năm mình làm thì mình phụ trách luôn cả phần online distribution. Thế thì cái vấn đề ở đây là gì? Là khi mà mình nói chuyện với khách hàng và mình có những cái condition hoặc là những cái sales set sẵn, thì khách hàng người ta sẽ hiểu. Tại vì sao? Là cái dynamic pricing ấy nó khá popular before là nó được implement trong khách sạn. Bản thân các bạn đặt Grab hàng ngày cũng là như thế, đúng không ạ? Giá thậm chí trời mưa cái là nó tăng lên luôn. Airline ticket hoặc là entertainment, bạn mua vé bằng một show hoặc là một cái chương trình thể thao nào đó, giá lập tức thay đổi trong một số những cái ngày đặc biệt, đúng không ạ? Thế thì tại sao khách hàng người ta lại cảm thấy ngạc nhiên với cái giá của khách sạn? Mình không cho là như thế, khách hàng cực kỳ smart và bạn đánh giá thấp cái độ smart của khách hàng thôi. Thế thì quay lại với những cái vấn đề mà common mà anh Phong có raise lên ấy, thì đầu tiên là phần rate disparity. Thì mình đồng ý với chị Thanh là ở các cái international brand, mà nói thật ra thì cũng không phải international hotels nào cũng ok đâu. Tại vì là mình làm việc cho Accor Hotels, và Accor thì từ Ibis cho đến Sofitel Legend. Thế thì với những khách sạn như kiểu Ibis hoặc Mercure thì cái cost structure của họ nó cũng rất là đơn giản, và họ không có được support bởi một số những cái hệ thống. Ví dụ như với Metropole, bọn mình rất là strict với cái best price guarantee vì nó liên quan đến customer experience. Và cái thứ hai là gì? Bọn mình dùng third party, ví dụ như Phonova, để do shopping và fake out ra tất cả những cái chương trình hoặc là những cái chương trình chạy ẩn của các online agency mà họ undercut giá của khách sạn. Thế còn với trong trường hợp của wholesale thì mình xin thưa rằng là mình làm rất nhiều test booking, và rất nhiều agency họ có thể cùng lúc đang negotiate với bạn về static rate thì họ đã âm thầm đặt qua Expedia hoặc là brand.com rồi. Và vì như thế thì họ cũng smart enough là gì, họ muốn close the deal với last customer và họ sẽ go với cái lowest price và safe channel mà họ nghĩ rằng là tin tưởng được vào thời điểm đó. Cái phần cuối cùng ấy mà anh Phong có nêu ra ấy thì là
revenue có phụ trách phần OTA hay là online distribution, thì phải nói là như thế này, tất cả những cái phần ví dụ như với bên Metropole hoặc là ISG hoặc là JW hoặc Sheraton thì rất nhiều khách sạn đã sử dụng revenue management system. Ví dụ như với hệ thống EGMS mà Metropole đang sử dụng thì cái dynamic pricing hoàn toàn được recommend bởi revenue management system. Bọn mình có thể validate, ý là mình là vị trí revenue manager, director, mình có thể validate cái recommendation của system. Nhưng system sẽ work trên cái giá mà nó nghĩ rằng là sẽ optimize the most cho cái revenue của khách sạn trong cái scenario đấy cho một ngày nào đó. Thế thì có nghĩa rằng là gì? Cái online họ work trên một cái formula riêng. Và cái việc mà mình bị những cái trouble come từ cái result là thỉnh thoảng có một số ngày cái online rate nó drop xuống như thế thì là tại làm sao? Tại vì system họ figure out ra được trên cái demand forecast vào cái giai đoạn đó cái demand nó rất là thấp. Tại sao demand thấp? Tại vì cái base từ wholesale quá ít, tại vì không có group, tại vì cái pick up của online channel quá slow. Và cái vấn đề ở đây là gì? Là thế thì tại sao chúng ta lại không biết rằng system sẽ going to drop the price vào cái ngày hôm đó? Tại vì sao? Tại vì có thể revenue đã không witness được cái sự thay đổi đó, hoặc là không để ý kỹ cái demand forecast. Và trong cái red mark hoặc là cái strategy meeting của bọn mình không nói đến cái low demand period để có những cái action in advance, ví dụ như là có những cái short term promotion hoặc là giá ngày hôm đó sẽ đổi đấy. Vì thế cho nên là các bạn có thể anticipate một số những cái solution cho loyalty customer như sau đó. Thế thì đấy là những cái mà mình chia sẻ, thì anh Phong thấy đã đủ chưa ạ? Thì Phong thấy đa số Johnny đưa ra là những cái solution nó rất là đúng. Và cái cuối cùng mà wrap up lại đó là cái communication giữa revenue với là giữa sale. Ví dụ như là khi mà mình forecast được nó thấp thì ok, hai bộ phận là chuyện với nhau, ok, mình sẽ hạ giá trong thời gian tới đây. Online hạ giá bao nhiêu phần trăm nó thấp, có nghĩa là sẽ đụng giá wholesale gì đó. Thì đưa ra là mình sẽ nói với agency là họ có thể sử dụng bút giá của bên Dynamic để họ sẽ không cảm giác là tại sao là khách cứ complain hoài. Tại vì cũng vấn đề là khi sale ai cũng biết là khi agency mà họ sử dụng một cái khách sạn mà họ chỉ cần thấy khoảng chừng 3-4 lần mà họ đặt cái giá và họ tư vấn cho khách mà nó bị thấp hoài thì tương lai là họ sẽ không tin tưởng vào khách sạn nữa. Đối với họ là khách sạn đó là không có biết cách quản lý giá cho họ hay bán được, thì nó rất là nguy hiểm về lâu dài. Nó không phải chỉ là một booking giai đoạn ngắn short term, nó ảnh hưởng tới lại cái cách bán hàng của xe đó trong thời gian dài. Thì đó, thì đối với mình thì do mình làm Dynamic nhiều nên mình rất là hiểu và thích cách làm việc của Dynamic ngay cả wholesale. Với mình thì đó là cách hợp lý, tại bây giờ mình phải theo thay đổi thôi, mà rất là vô lý khi mà tại sao mình bán một giá thấp cho một công ty agency đúng không, trong khi mà demand nó cao. Mà thật ra agency họ không có quan tâm giá thấp nhiều thực sự, họ chỉ quan tâm cái giá của họ và giá online nó có sự chênh lệch vừa đủ để họ mới cấp lên họ bán được, chứ bây giờ agency họ cũng không quan tâm ok tại sao giá tôi cao quá hay sao, và họ chỉ quan tâm khi nào mà giá của họ với giá online nó bằng nhau hoặc chênh lệch không nhiều. Nên các bạn sale cũng vậy, mình sẽ không có ngại khi mà mình nói chuyện với khách về cái dynamic. Ok, những phần mà vậy. Rồi, cảm ơn Phong. Dạ, cảm ơn anh Phong ạ. Cảm ơn team Re và team Revenue và team Sale thì đã có những cái chia sẻ rất là tích cực. Thì bên cạnh đó thì có một cái để có một cái góc nhìn khách quan hơn và có nhiều cái đóng góp hơn nữa cho cái buổi thảo luận ngày hôm nay, thì em thấy chị Kate bên The Green Factory Việt Nam đã giơ tay từ rất lâu rồi. Thì em xin mời chị Kate chia sẻ trước ạ. Sau đó thì em xin mời chị Hoàng Anh bên Asia Travel sau nhé. Không phải đâu, chị nhầm á, cho Hoàng Anh đi. À dạ vâng ạ, vâng vâng, dạ em mời chị Hoàng Anh ạ. Dạ em mời chị Hoàng Anh bên Asia Travel ạ. Hoàng Anh mở micro lên, em đang còn mute. Rồi các anh chị nghe em chưa ạ? Dạ. Dạ, nghe rồi chị Hoàng Anh ơi. Rồi, em Hoàng Anh ở bên EASA Travel ở văn phòng phía Nam ha. Em phụ trách về contracting và cũng luôn về cái phần operation cho cái phần phía Nam. Thì em chỉ nói dài một chút về cái cây mà anh Phong vừa đặt ra. Tự vì những cái việc đó thì bên em cũng thường hay bị xảy ra đối với khách sạn. Cho nên là sẵn tiện là hôm nay có revenue ở đây á, thì từ cái phía travel agent mình cũng chia sẻ một chút để bên cả sale và revenue hiểu luôn về cái tình huống của agent.
Bởi vì thường là agent thì chỉ được nói chuyện với sale thôi, chứ chưa bao giờ được tiếp xúc với revenue của khách sạn cả. Thì thường bên em là làm về B2B, tức là làm với hãng, chứ mình không làm với lại B2C, không làm với khách hàng trực tiếp. Cho nên tất cả các giá của bọn em là giá tariff, giá brochure, tức là một năm nó sẽ không thay đổi. Thì thông thường khi mà bên khách sạn cho em giá wholesale, em tất nhiên là em cũng tìm hiểu xem là một cái khách sạn hay là một cái resort đó họ ưu tiên như thế nào cho wholesale. Tức là thường là Hotel City thì họ sẽ ưu tiên cho các kênh khác hơn. Nhưng mà ví dụ như resort thì thường phần lớn là khách chính của resort là khách OTA và wholesale, mà một cái phần wholesale nó cũng chiếm đa số. Nhưng mà đúng là về phần resort á, thì mình hay bị cái disparity về giá. Thì thường khi mà bị disparity về giá là phần lớn là do bên hãng feedback lại với bên mình. Ví dụ họ đang hỏi mình cái request giá của resort Six Senses Ninh Vân Bay đi chẳng hạn, hoặc là JW Marriott gì đấy. Thì hãng họ nói, tự vì hãng bây giờ họ luôn luôn khi mà agent xem giá thì họ cũng sẽ check với các kênh, ví dụ Expedia là nhiều, nếu mà ở châu Âu, thị trường châu Âu là họ hay check Expedia và Booking.com. Thì họ thấy cái giá của bọn cái giá của agent đó là còn cao hơn cả cái giá trên mạng nữa. Mà thường á, là những cái hãng đó là những cái hãng gọi là key account của IAGA. Ví dụ như là các hãng ở bên Pháp có Voya du Mont hay này nọ kia. Đó là khi mà nghe cái request của cái hãng đó mà họ complain một cái về giá, là tất cả là từ contracting, là từ sale, là phải lo mà gọi điện. Tức là em sẽ là người gọi điện cho khách sạn để mà hỏi question là tại sao giai đoạn này giá của wholesale lại còn cao hơn cái giá của OTA đó. Thì phần lớn đó là bên hãng họ khi mà họ gọi cho IAGA, thì nếu mà họ thấy cái giá của IAGA cao hơn, tại sao họ không book trực tiếp với lại Expedia luôn cho rồi mà lại họ còn gọi lại cho IAGA để làm gì đó. Thì thường tự vì một cái tour họ đi với IAGA là đi cả 10 ngày 15 ngày hoặc là cả tháng lận, cho nên là họ vẫn muốn đặt với EA ra nhưng bằng giá của wholesale chứ không được bằng giá của OTA, hoặc là OTA rẻ hơn thì EA ra phải confirm được giá của OTA chứ họ không lấy giá cao của EA ra đó. Thì thường là cái khi mà bọn em mình cũng biết cái tình huống bây giờ là có những cái giai đoạn là giá của OTA sẽ thấp hơn, đó là do khách sạn họ để cái giá thấp xuống. Nhưng vấn đề khi ở đây gọi điện cho DOS hoặc là gọi điện cho sale của bên wholesale, chủ yếu là cần họ giải quyết cho cái cây này như thế nào. Tự vì thật ra nó cũng không phải quá nhiều cây, một năm nó chỉ có 2-3 cây thôi, nhưng mà nó lại rơi vào những cái khách hàng gọi là key account của IAGA. Nếu mà giải quyết không xong thì owner sẽ nhảy vô, rồi tất cả các bên nhảy vô, mà chừng một năm có 2-3 cây như vậy thì sẽ mất luôn cả cái khách hàng đó. Đó. Thì nó cũng sẽ có rất là nhiều tình huống giải quyết. Dạ. À, Hoàng Anh ơi, anh Thuận, anh xin phép cái này, tức là cái topic mình đang ấy nó cũng cái này thì mình nghĩ là để qua cái phần Q&A ở phần cuối đi, mình sẽ mổ xẻ thêm cái phần này một chút. Dạ. Tại vì cái challenge giữa sales and revenue thì anh muốn continue thêm một cái point nào đó nữa cho cái phần này trước khi mình qua cái phần Q&A. Ok. Anh xong thì đó, anh sẽ là em bản xin là anh biết cái vấn đề của em rồi. Dạ. Em chỉ mở ra một dãy để biết là đó là cái vấn đề của agent thôi, chứ không có nối dài về cái cách giải quyết nữa, để mọi người hiểu là cái vấn đề là tại sao là sale như anh Phong đôi khi ảnh lại rơi lên cái vấn đề đó. Đó vậy rồi, thôi. Rồi, hiểu. Dạ. Hiểu. Ok. Rồi anh cảm ơn Hoàng Anh. Chắc mời thêm một anh chị nào đó mà đang có liên quan đến cái tình huống của cái challenge giữa sales and revenue nè. Dạ vâng ạ. Em mời anh chị nào bên sale ạ? Anh Thạch. Dạ. Anh Thạch hả? Anh hello, hoặc là rồi. Chị Chi ạ? Dạ. Anh nghe em ơi, anh nghe em ơi. Anh Thạch, anh có tình huống nào anh có thể share để team revenue có thể giải đáp được không ạ? Rồi thì cái câu hỏi của mình để dành cho bên revenue là như thế này. Thì thật sự là mình cũng biết hiểu cái revenue cũng có rất là nhiều cái khó khăn và cái nỗi khổ khi mà đưa ra cái quyết định về giá và cho giá.
Tuy nhiên thì mình đã làm rất là lâu và trải nghiệm mà làm chung với lại các bạn revenue, thì mình có một cái nhận định như thế này. Thật sự thì mình thấy là bên bộ phận revenue thường thì họ không có nhiều cái mối quan hệ và không có hiểu rõ về cái khách hàng. Cho nên khi sale mà đưa ra một cái inquiry mà để nhờ bên bộ phận revenue cho giá, xin giá thì thường mình thấy là cái việc cho giá của revenue nó dựa trên những cái yếu tố giống như là occupancy, rồi RevPAR, rồi ADR, rồi revenue, rồi về cái market này kia, chứ họ không có dựa nhiều vào, mình thấy thì họ, tại vì họ không có hiểu được cái khách hàng nó như thế nào, cho nên là cái đó nó gây ra cái khó khăn cho cái bộ phận khi mà hai bộ phận nói chuyện với nhau giữa sales và revenue. Cho nên không biết là cái tình huống này thì tức là anh làm rõ là theo như trong tình huống này thì thật đang nghĩ rằng revenue không hiểu về khách hàng, đúng không? Thạch không nói là không hiểu nhưng mà là Thạch nói là có rất là nhiều trường hợp là bên revenue đưa ra cái nhận định khi mà cho giá, đặc biệt là về group rate, thì dựa trên các cái yếu tố khác chứ không phải là yếu tố khách hàng, tại vì họ không có hiểu khách hàng. Trong khi sale là người account manager, okay, là người hiểu khách hàng. Chị Thanh, Trang, Cường, Việt Hà, có ai muốn có ý kiến trước không? Để em có ý kiến trước nha. Ok, thứ nhất là gì? Vị trí revenue ở trong khối Accor và khối NOS của bọn mình ấy, thì cái yêu cầu để khi mà bọn mình validate và có một cái candidate mà qualify cho vị trí revenue, thậm chí có những khách sạn lớn vẫn chỉ sử dụng revenue analyst, nhưng cái điều kiện ở đây là gì, là có 1 đến 2 năm kinh nghiệm ở vị trí revenue. Thực ra mà nói thì bọn mình chưa bao giờ dùng cái market intelligence hay là knowledge về khách hàng hay customer để validate cho revenue candidate. Điều đấy có nghĩa rằng là gì, là cái power của revenue nó không phải ở phần market intelligence hay là hiểu về customer. Tại sao lại như thế? Tại vì mình có sale rồi, đúng không ạ? Thế thì khi mà owner hoặc hotel management tuyển các cái vị trí khác nhau là cho những cái mission khác nhau, và mission của revenue nó không nằm ở phần phải chat với khách hàng, phải giải quyết vấn đề của customer hay là phải study về customer. Tất nhiên ở đây là trong khi mà mình mang về những cái business case individuals, thì cái việc là các bạn đưa thêm những cái thông tin về khách hàng thì nó có thể convincable hơn những cái propose của các bạn. Cái thứ hai là bạn vừa raise một cái điểm sai, đấy là xin giá của revenue thì là không đúng. Mình chưa bao giờ mình nghĩ rằng là mình cho giá hoặc là mình bắt sales sẽ phải dùng một cái giá gì. Đấy là bọn mình mang vào và discuss, và bọn mình come up với which want và what rate cho cái business case này. Và cái decision của revenue nó dựa vào cái gì? Thứ nhất, dựa vào demand forecast. Demand forecast có nghĩa rằng là gì? Khi mà bạn có một cái đoàn trong cái tháng 8 năm nay, cuối tháng, thế thì đầu tiên bọn mình sẽ xem là cái demand forecast của mấy cái ngày đó là như thế nào. Thế thì demand forecast, câu chuyện ở đây lại come back lại là, thế demand forecast đấy các bạn có biết không? Thứ nhất là nó được communicate trong cái RevMax hay là không? Cái thứ hai, các bạn có tham gia vào làm cái demand forecast đấy không? Với Metropole, khi mà bọn mình cần làm forecast và forecast theo ngày nhá, sales là người build cái forecast đầu tiên. Các bạn là người nói cho bọn mình biết cái demand từ account của các bạn hoặc các segment của các bạn sẽ là như thế nào vào cái ngày đó. Và khi mà bọn mình đã dùng những cái thông tin đó, bọn mình sẽ quyết định xem là ok, như vậy thì với những cái giá public hoặc giá online mà system họ đang recommend như thế có thể validate được không? Hay là mình sẽ phải tăng giá hay adjust nó một tí? Hay là thậm chí là mình có những cái promotion của sales? Ok, khi mà demand forecast done, và với những cái international hotels, bọn mình phải provide cái demand forecast cho 90 days ahead. Và mỗi một tuần bọn mình review cái forecast in the month. Thế thì trong cái forecast communication đấy, các bạn có tham gia vào không? Khi mà các bạn đã tham gia vào, thì điều đấy có nghĩa rằng là cái business group discussion đấy nó dựa vào cái demand forecast, là dựa vào cái thông tin mà các bạn
sales và revenue cùng build up. Thế thì tại sao lại phải có revenue tham gia vào cả cái business group discussion khi mà bọn mình đã có demand forecast? Tại vì cái quyết định lấy cái đoàn đó với giá đó có thể ảnh hưởng đến cái strategy được implement trên các kênh khác. Các bạn có thể mang cái giá đó và đi ra gặp khách hàng, nhưng tại thời điểm đấy bọn mình sẽ phải tăng giá online. Bọn mình sẽ phải thông báo cho một sales phụ trách một cái segment khác là gì? Là mình xin lỗi, từ thời điểm này cái static rate cho cái segment đấy không work được nữa. Bọn mình có khả năng sẽ phải tăng giá và sử dụng giá dynamic. Thế thì đấy, tức là ở đây thì khi một cái discussion đấy thì mỗi revenue và sales có một cái mission khác nhau. Chứ không phải đây là cơ chế xin cho. Mình clear cái point như thế đã được chưa ạ? Dạ, cảm ơn chị. Thì cho Thạch hỏi thêm một cái ý nữa thôi. Thì liệu revenue có nghĩ rằng cái việc mà nếu mà revenue chịu khó, hoặc là chúng ta có một cái target là nên đi join sales call chung với lại các bạn sale, at least là với các key account, hoặc là với các cái big group mà booker request là sale, hoặc là DSM even là GM phải đi qua văn phòng sales, phải đi qua văn phòng của khách hàng gặp để close cái deal, thì revenue nghĩ rằng là mình có nên tăng cường cái này không ạ? Chị em mình xin phép quan điểm của mình ấy. Em xin lỗi, em trả lời bạn ấy trước nha. Là đứng từ quan điểm của mình ấy, thì bọn mình sẽ có một cái mong muốn là đi cùng với các bạn nếu như mình thấy rằng thông tin các bạn cung cấp chưa đủ để mình analyze cho cái business case mà các bạn đưa ra, hoặc những thông tin đấy chưa traceable. Và vì như thế thì mình luôn luôn tránh cái việc là đi cùng với các bạn sales, đi sales call. Đấy là với cái case của mình thôi. Chứ còn ví dụ như là mình bây giờ mình đang base ở Hà Nội và khu vực phía Bắc, nhưng bây giờ mà mình vào khu vực Đà Nẵng chẳng hạn, thì có lẽ là trong thời gian đầu mình cũng sẽ rất là wish là được đi cùng với các bạn sales để hiểu thêm được những cái challenge của sales nhà mình, cũng như là hiểu được cái behavior rất là personal của khách hàng, để từ đó mình có những cái strategy hoặc là những recommendation nó chuẩn hơn. Cảm ơn chị. Cho phép mình thêm vào cái ý kiến của Hà, thì là mình cũng đã có khá nhiều cái trường hợp là mình đi cùng với các bạn sale đi gặp những cái mà key customer. Thực ra khi mà mình đi như vậy thì mình sẽ hiểu được cái quan điểm của sale trên cái benefit của khách hàng. Thì bản thân mình á, khi mà mình làm việc á, với các bạn sale thì mình lại có một cái kiểu làm việc khác nữa, là mình sẽ thông thường giống như Hà nói rằng là khi mà tại vào mỗi thời điểm khác nhau thì sẽ có những cái chương trình giá cả khác nhau. Bởi vì nếu như mình demand forecast là 50% occupancy, 30% occupancy hoặc 70% occupancy cho mỗi tháng, thì khi rút vào cái tháng đó thì đương nhiên nó sẽ có những cái chính sách giá khác nhau. Và nếu như mà mình đã có những cái forecast đó trước rồi, thì mình thông thường khi mình làm việc với các bạn sale thì mình sẽ luôn luôn á, đề nghị á, là có những cái giá, là gọi giá thời điểm giá thấp nhất đến giá cao nhất. Giả sử như là cái thời điểm mà các bạn đó hỏi group đó vào cái thời điểm mà cho dù mình forecast cao nhưng mà chưa có cái gì trong tay, mà với một cái reasonable group có thể, thì nếu cho các bạn á có quyền báo giá trong cái range đó mà bạn không cần phải liên lạc với mình. Tuy nhiên các bạn có thể báo giá cao và bạn close deal lại thấp, nhưng mà trong cái range đó thì họ vẫn có cái empower để họ làm cái việc đó. Khi chỉ khi nào mà cái giá đó lại là thấp quá hơn là cái range mà mấy bạn mà bên hai bên sale và revenue thỏa thuận với nhau, thì mấy bạn mới phải come back cho bên revenue. Như vậy thì các bạn đó có cái power và bạn có thể chốt cái deal đó ngay lập tức. Chỉ có khi nào mà cái demand đó các bạn đã confirm rồi, bắt đầu để tiếp theo có group thứ hai, group thứ ba, mà nếu nó xảy ra cùng vào cái giai đoạn đó thì lúc đó cái chiến lược giá mình nó sẽ thay đổi. Thì cái đó cũng comeback lại với cái ý kiến của Hà, là lúc đó thì các bạn sale phải thực sự là hiểu được khách hàng và cho những cái recommendation phải thực sự là nó chi tiết, thì để xem là mình sẽ bay vào những cái là đây là cái forecast, đây là cái demand hiện tế, demand thực tế, và những cái khách hàng của mình và những cái competitor họ đang cho những cái giá nào, lúc đó thì mình sẽ thỏa thuận những cái mức giá hợp lý.
Và khi mà mình đưa ra bất kỳ một cái giá nào, mình cũng phải nhìn vào bức tranh tổng thể. Ví dụ như bây giờ mình chỉ có 345 phòng, nhưng mà bây giờ group nó đã có 100 room night vào thời điểm đó rồi. Bây giờ muốn thêm 100 room night nữa thì đương nhiên nó phải có những cái chính sách giá khác nhau. Hoặc nếu như thêm hai group cũng 100 room night đó vào đó thì đương nhiên thì càng những cái group sau thì cái chính sách giá nó sẽ càng cao hơn, và có thể mình phải reject để mình còn bảo vệ những cái segment khác. Thì đây là cái mà ý kiến của bên mình ạ. Sorry cho em nhảy vô một cái nha. Em chỉ muốn bổ sung cái quan điểm của chị Thanh với chị Hà thôi, để các anh chị sale đừng nghĩ là revenue tụi em là quá cứng nhắc. Cái vị trí của revenue tụi em đó chính là tụi em sẽ quyết định đó có phải là right business to take không vào cái thời điểm đó based on the demand. Bởi vì đôi khi á, là em ví dụ đi, nếu mà mình chỉ có, đúng như chị Thanh nói, mình có 345 phòng, nhưng historical cũng như là cái outlook mình thấy được là transient demand của mình có thể fill up được more than là 80% của cái ngày hôm đó, thì không việc gì mình sẽ phải bán một group với cái giá thấp hơn cái transient demand đó mà nó đã take up 50%, có nghĩa đâu đó mình sẽ bị display đâu đó 30%. Tại vì 80% transient demand còn lại nó sẽ fulfill hotel của mình. Thì các anh chị sale cũng hiểu tụi em, đó là cái vị trí revenue đó là em, đó là tụi em muốn optimize. Bởi vì việc mình lấy một group, đã là group thì sẽ phải ở 2 tới 3 đêm với một số lượng phòng lớn, thì nó sẽ gây ra displacement của cả ngày trước và sau. Đó khi nó sẽ tạo ra một cái nghề giữa trong tuần nó full, thì cái total cái revenue này đó của nguyên cái tuần đó nó sẽ bị kẹt. Và thêm cái nữa thì em thấy là bên phía khách sạn em cũng có một cái gọi là group selling calendar, tức là từ đầu năm tụi em sẽ set ra, bởi vì dựa trên cái tình hình historical data cũng như là cái outlook thì tụi em sẽ set ra được rằng là tùy theo seasonality, tùy theo tháng và ngày trong tuần, tụi em sẽ có mỗi cái gọi là cái group ceiling. Tức là ví dụ cuối tuần group ceiling của 3 ngày 6 7 chủ nhật tụi em sẽ được maximum là mỗi ngày 100 phòng cho một thấp điểm, và ngược lại trong tuần thì được tối đa 50 phòng, và giá từ giá sẽ dao động từ khúc này tới khúc này. Thì như vậy chắc chắn rằng các bạn sales đã có gọi là đầy đủ thông tin và để toàn người quyết định được là mình nên deal ở giá nào lấy group này. Chỉ trừ khi nào mình đã vượt group ceiling ngày đó thì chắc chắn các bạn sẽ contact revenue để hỏi coi có nên lấy group này nữa hay không. Thì revenue khi đó tụi em mới sẽ nhìn lại rằng là nếu lấy group này vào, liệu rằng nó có gây bất kỳ display mình với cái transient demand của mình hay không. Bởi vì likely là mọi người đều biết được rằng là giá transient thì normally nó sẽ cao hơn giá group. Nhưng again cũng tùy thời điểm, giống như chị Thanh nói, ví dụ mình đã có 100 phòng cho group rồi, bây giờ thêm một cái request thêm 100 phòng nữa, em đồng ý bán luôn 100 phòng, nhưng mà group có một giá FIT cho em hay không, thì cái đó nó là câu chuyện. Nhưng mà cái vấn đề ở đây có nghĩa là sales revenue cần phải nói chuyện với nhau để sales chia sẻ thêm thông tin. Tại vì cái practice của em khi em làm ở bên phạt, tức là các bạn my sales manager các bạn luôn luôn approach em, và các bạn sẽ feed cho em thêm thông tin là cái group này cái nói chung là behind nó là gì đó, thì để em coi liệu mình có thể come up được cái nào để mà nó tốt hay không. Bởi vì việc mình lấy group nó cũng ảnh hưởng tới cái gọi total hotel revenue, bởi vì nó liên quan tới về cả phần event cũng như là F&B này nọ. Dạ vâng, thì đó là cái phần chia sẻ của em ạ. Dạ rồi, em rất là cảm ơn anh Thật, chị Hà và chị Thanh đã có những cái gọi là những cái discussion rất là nảy lửa, và cũng đưa ra được rất là nhiều những cái solution để mà trong cái vấn đề mà thách thức giữa sale và team revenue hay gặp phải. Thì em nghĩ là trong mọi vấn đề thì mình đều có cách giải quyết và đều có cái solution hết. Vậy thì các cái solution này thì đã hồi nãy giờ thì ban tổ chức cũng đã ghi nhận lại. Thế thì em cũng xin mời anh Thuận, anh đại diện ban tổ chức, mình có thể wrap up lại những cái thông tin chính để mà mọi người có thể nắm được là những cái giải pháp nào để mà có thể tháo gỡ những cái challenge này anh nhé. Rồi, anh cảm ơn Nhâm. Thật sự từ nãy giờ theo dõi thì cả hai bên thì Thuận nghĩ là sẽ có nhiều cái vấn đề hơn nữa, chứ không chỉ có vài cái vấn đề như mình vừa mới nêu ra. Tuy nhiên thì trong cái thời lượng của chương trình ngày hôm nay á, thì nó cũng có cái giới hạn, cho nên là Thuận nghĩ là mình wrap up nó lại đến cái phần Q&A. Thuận nghĩ là cho có nhiều người tương tác hơn và nhiều cái câu hỏi hơn từ các cái người tham gia khác ha. Thì về cái solution đó thì tôi nghĩ là nó có mấy cái điểm như thế này. Tức là đầu tiên hết, để mà mình giải quyết câu chuyện giữa sales revenue á, thì cái thái độ tích cực
trong cái việc mà mình tiếp cận vấn đề các anh chị, đó là cái đầu tiên mà mình nghĩ là nó sẽ góp phần cho việc giải quyết cái vấn đề nó rất là nhẹ nhàng và êm thấm. Dạ. Thì nếu như mà sale tiếp cận để đặt vấn đề về chào group hay là đưa cái thông tin gì đó để mà mong muốn là có một cái quotation về đoàn hoặc là một cái negotiation về giá thỏa thuận hay gì đấy, thì nếu như tất cả mọi người tiếp cận với một cái thái độ nó rất là tích cực, mình đều tích cực trong các việc đó, thì lúc đó cái việc trao đổi và cái việc negotiation giữa sale and revenue để mình đạt đến một cái thỏa thuận, ra một cái quyết định chung đó, nó sẽ rất là nhẹ nhàng và nó sẽ mang đến những cái kết quả mà nó mang lại cái lợi ích chung cho cả hai bên và lẫn cho khách sạn. Thì cái đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai á, là mình cần phải hiểu được cái mục đích, mục tiêu chung và những cái gọi là những cái benefit chung mà toàn team sales and revenue và cả các khách sạn hướng tới. Đó, thì cái này mới là cái quyết định tất cả khi mà sales and revenue gặp nhau để nói chuyện, để mà cứ cho là thỏa thuận cái này cái nọ kia để mà đi win business đi, nhưng kiểu gì thì revenue vẫn phải đứng ở cái khía cạnh là kiểm soát về cái total, về cái whole benefit của cả một cái khách sạn, thay vì là chỉ nhìn vào một cái specific request nào đấy. Thì cái giải pháp mình nghĩ là cái thứ hai là chúng ta cần phải có được sự cái hiểu biết về cái mục tiêu chung và cái benefit chung của cả khách sạn. Và cái điểm thứ ba là mình phải thật sự đặt mình vào vị trí của người bên kia để mình hiểu. Ví dụ sale nói về câu chuyện là có những khách hàng họ rất là long term, họ support mình một năm rất là nhiều. Thế thì không có lý do gì một ngày nào đó tự nhiên cái họ đến cái mùa cao điểm cái mình lại đột ngột tăng giá của họ vì cái lý do gọi là demand cao hay gì đấy. Thì khi mà đến cái mùa mà cao điểm, cái mùa mà thấp điểm thì mình nói là kiểu nó rất là easy các anh chị. Anh chị sẽ không thấy những cái vấn đề bởi vì mùa thấp điểm thì bán thoải mái mà. Nhưng mà đến những cái giai đoạn cao điểm là luôn luôn có những cái gọi là xung đột nó xảy ra là rất bình thường giữa sale and revenue. Bởi vì cái chuyện revenue lúc đó là phải làm sao tối ưu về câu chuyện là mình bán khi mà cái demand nó cao á. Cái challenge của revenue nó càng lớn hơn các anh chị, là bởi vì lúc đó mình phải optimize được cái idea để mà nó ra được cái revenue tốt nhất. Thế thì khi đó thật sự anh chị nên đặt mình vào vị trí của cả hai bên, từ phía sale lẫn phía revenue. Từ phía sale thì muốn gọi là chăm sóc những cái khách hàng long term của mình, thì từ phía revenue cũng vậy, cũng nên nhìn từ những cái khía cạnh long term. Tức là mình sẽ đối với một vài các trường hợp đặc biệt mà liên quan đến khách hàng mà mang những cái business thật sự long term cho mình á, thì revenue đều in cái consideration để mà mình có những cái offer tốt nhất cho họ. Mặc dù có thể đâu đó thì cái kết quả mà để mà ra cái quyết định đó nó có thể không được gọi là tốt nhất ngay tại cái thời điểm, cứ là ngay cho cái business tại cái booking tại thời điểm đó, nhưng nó mang lại cái giá trị về mặt long term cho cả cái khách sạn. Thì cái đó cũng là một cái ý thứ ba. Ý thứ tư là mình nói đến câu chuyện communication. Nãy giờ mọi người, cả hai bên đều nói rất nhiều về câu chuyện communication. Mình cho là đây là cái key point trong cái việc mà hai bên hiểu nhau. Bởi vì hai bên mà thật sự ngồi lại được với nhau để mà nói chuyện được thường xuyên với nhau, để mà có thể giải thích được với nhau nhiều thứ á, thì chắc chắn luôn là mọi người sẽ hiểu được những cái chung để mà từ đó mình có một sự hợp tác tốt. Và cái ý thứ năm cuối cùng đó là xây dựng cái niềm tin. Thì khi mà anh chị communication tốt với nhau rồi á, thì khi mà hai bên đã có build được một cái niềm tin với nhau để mà gọi là hướng tới một cái mục tiêu chung á, thì chắc chắn luôn á là cái việc gọi là mọi người sẽ hướng tới cái chuyện là ví dụ khi mà giá tăng thì sale sẵn sàng support revenue để communicate với lại khách hàng theo hướng là giá tăng, mà không để cho khách hàng mình upset. Còn khi giá giảm thì sale cũng phải biết là communicate với khách hàng sao để mình không mất được đi cái giá trị của khách sạn của mình, cái sản phẩm của mình. Thì cái đó nó sẽ dẫn đến gọi là nó tạo ra một cái niềm tin với nhau, và như vậy nó sẽ tạo ra một cái sự phối hợp mà làm coi như là làm việc với nhau rất là tốt. Thì đây là năm ý Thuận cũng muốn sum up lại, tổng hợp lại và key takeaway mất cái nốt cho các anh chị. Rồi
mình nghĩ rằng đây là nó sẽ bao quát đâu khá đủ các cái point mình thảo luận ngày hôm nay. Và bây giờ mình nghĩ là sẽ đến cái phần mà Q&A đi, để có thể tương tác được nhiều hơn với các anh chị khác đang tham gia trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Dạ vâng, em cảm ơn anh Thuận rất là nhiều ạ. Thì tiếp theo đây thì sẽ là cái phần Q&A, thì em sẽ mời tất cả những cái anh chị đang tham dự, thì mình ai có câu hỏi thì hoặc là muốn có chia sẻ nào thì mình raise hand lên giùm em nhé. Thì em sẽ mời những câu hỏi nào liên quan sale thì em cũng sẽ mời team của sale trả lời, và những câu hỏi liên quan đến revenue thì em cũng sẽ mời team revenue trả lời ạ. Vâng, em thấy anh Dũng ạ. Anh Dũng CEO bên Đại Thiên Phú. Dạ em mời anh ạ. Rồi, ok, cảm ơn Nhâm, cảm ơn anh Thuận và cảm ơn các anh chị nãy giờ có chia sẻ và raise lên rất là nhiều cái vấn đề liên quan giữa sales và revenue. Thì Dũng cũng xin phép là Dũng cũng jump in vào cái khúc này để Dũng chia sẻ chút xíu thôi. Thì cũng không hẳn là một cái câu hỏi, nhưng mà Dũng chia sẻ về cái case mà anh Thạch hồi nãy vừa hỏi á. Thì đứng trên cái góc độ là một người sale hơn á, tại trước đây thì Dũng là sales và Dũng cũng đã từng gặp phải những cái vấn đề giống như anh Thạch, anh có raise lên á. Thì anh Thạch anh dùng cái từ mà phải sinh giá revenue, thì somehow cái từ này gọi là đúng, giống như chị Hà nói là cái từ này là sai, nhưng mà trong một số cái gọi là một số cái property á, thì sale họ cảm nhận là cái này đúng, tại vì họ nghĩ rằng là lúc nào họ cũng phải hỏi ông revenue trước. Đó nên là cái conflict nó cũng đôi khi nó đến từ những cái việc giống như vậy mọi người. Nói chung là nó một phần là giống như một cái personal gọi là character của mỗi người thôi, nhưng mà luôn luôn là nó IQ với nhau ở cái góc độ đó. Nhưng mà cũng có một số cái revenue người ta hiểu chuyện hơn, hoặc là người ta có cái communication nó tốt hơn á, thì có thể là nó không phải là một cái việc là anh cần phải xin xỏ gì tôi cả. Nhưng mà để có một cái solution bên cạnh năm cái solution anh Thuận vừa brief á, thì Dũng có một cái solution gọi là trực quan sinh động luôn, thì cũng đề xuất với các anh chị có thể xem xét thêm, là để tránh đi nhiều cái mâu thuẫn. Dũng nghĩ rằng cái mâu thuẫn lớn nhất giữa sales và revenue nó nằm ở cái việc là cái đánh giá và cái gọi là cái nhận định và cái đánh giá về cái giá đó, để đưa ra một cái offer gọi là cái final offer cho cái khách hàng của mình á, luôn luôn là nó conflict với nhau. Tại vì cái góc độ của sale giống như anh Thạch nói, Dũng rất là đồng tình luôn, là sale là cái người họ rất am hiểu về thị trường, rất am hiểu về khách hàng, kể cả là họ rất am hiểu về những cái diễn tiến mà đang xảy ra ở những cái competitive. Tất nhiên là nó không phản ánh ở cái góc độ số liệu forecast này nọ không, nhưng mà Dũng nói là ở những cái way để người ta close một cái business, ví dụ là một cái group á, thì sale là cái người hiểu rất rõ về cái việc đó. Tuy nhiên revenue thì chắc chắn là họ sẽ không am hiểu rõ hơn về cái việc đó, thì họ không phải là cái người đi trực tiếp với thị trường, và họ cũng không phải là 24/24 họ nhìn những cái diễn biến trên thị trường. Ngược lại thì sale họ có một cái giới hạn là chưa có hiểu quá rõ về cái quy lực vận hành của revenue. Vì vậy thì nãy Dũng có nói là trong cái phần chia sẻ của Dũng là sale mình nên trang bị cái kiến thức và cái kỹ năng về revenue để cho mình hiểu rõ hơn về cái việc đó. Thì cái solution của Dũng đây là gì? Thay vì Dũng thấy là một cái trường hợp phổ biến nhất là khi mà mọi người mà nhận được một cái group lead á, rồi mọi người contact với lại revenue á, email một cái rất là đơn giản là mọi người auto email là tôi đang có một cái group lead như vậy, từ ngày mấy tới ngày mấy, check in check out như vậy của khách hàng nào. Nói chung là những cái thông tin cung cấp cho phía revenue rất là sơ sài, và mình đặt mình vào cái tâm thế là thôi cứ gửi một cái email theo cái gọi là cái thủ tục đi để ông revenue offer cái giá. Thì khi mà nhận được như vậy thì revenue cũng cảm thấy rằng là những cái thông tin như vậy thì ok, tôi cũng offer giá một cách rất là theo cái phân tích của tôi thôi, và cũng không có giải thích gì cả. Có nghĩa là cả hai phía không có một cái gọi là một cái qualify cho cái lead này, nó thực sự là nó detail. Thì Dũng đề xuất là thay vì cái chuyện là mình bắt điện thoại lên mình hỏi ông revenue manager cho tôi cái giá bao nhiêu, hoặc là email một số cái thông tin đơn giản, thì Dũng nghĩ rằng là mình nên qualify cái lead này và mình provide một cái thông tin, hoặc là mình là cái người đặt ra đặt mình vào cái vấn đề này, mình nhìn một cái bức tranh ở cái góc độ nó tổng quát hơn. Ví dụ nha, tôi đang nhận được một cái lead về Mice của công ty Nestle. Đây là một cái top account của mình, dựa trên những cái dữ liệu về forecast và những cái dữ liệu về bức tranh revenue năm ngoái, thì cái group lead này tôi cũng nhận thấy là nó đang lặp lại. Rồi cái thời điểm nào mà chúng ta đang hỏi team revenue nữa, ví dụ như là thời điểm vào đầu tháng
cũng mình có thể là mình phân tích một cái vấn đề rất là detail luôn. À bây giờ tôi đang cảm thấy là đầu tháng occupancy chúng ta đang reach được nó khá là thấp, và với cái group này nó rất là quan trọng đối với cái việc mà generate được cái occupancy cho tháng này, rồi nó meet được những cái target của về cái group lead, gọi là purpose của sales team hay như thế nào đó. Có nghĩa là chúng ta phải không phải là mình nghĩ rằng là mình email hoặc là mình hỏi revenue về giá đâu, nhưng mà chúng ta thay vì đó thì chúng ta nên có một cái email wrap up tất cả những cái thông tin, mình đi theo càng đi theo càng tốt, để cho revenue họ hiểu được rằng là khi mình come up với một cái lead này thì họ đã hiểu hoàn toàn, và thậm chí mình có thể là đề xuất giá luôn nha mọi người. Dũng bản thân Dũng nghĩ rằng là với một vị trí của một sales leader, mình có thể đề xuất giá dựa trên những cái phân tích từ phía bản thân mình về thị trường, về revenue, mình đề xuất giá. Với những cái dữ liệu như vậy thì tôi đề xuất là tôi bán với giá ví dụ 2 triệu cho cái group này như vậy, thì anh nghĩ như thế nào, revenue nghĩ như thế nào, thì chúng ta cũng nên tập cái việc đó. Thì càng nhiều cái thông tin đi theo thì phía revenue họ sẽ càng dễ để họ qualify và tránh những cái xung đột mà nó không cần thiết, hơn là cái việc là chỉ là theo cái tính chất là thủ tục rồi bên kia cũng trả lời theo kiểu thủ tục. Thì thường thường là Dũng cũng đã từng bị xảy ra những cái trường hợp như vậy, và Dũng rút ra một cái kinh nghiệm rằng là chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta là người đi xin giá nữa, và chúng ta hãy hãy gọi là phân tích ra cái lead đó dựa trên những cái dữ liệu revenue. Và cái thứ hai là Dũng nghĩ rằng là phía revenue đừng có gọi là đừng có quá bảo thủ về cái việc là share những cái dữ liệu về revenue, ví dụ như là những cái bản forecast, những cái phân tích về revenue mình cũng nên có chia sẻ cho phía sales để họ hiểu, thậm chí là có những cái góc độ nào họ chưa hiểu mình có thể giải thích để cho họ hiểu, để cho họ hiểu hơn về revenue. Thì trong những cái một số cái tình huống nhất định thì họ sẽ không có IQ được, hoặc là hai bên nó sẽ không có đụng chạm nhau, rất là conflict với nhau. Thì Dũng nghĩ rằng đây là một cái mà mọi người cũng có thể là tham khảo. Mình không thay đổi thói quen mình sử dụng là mình xin giá của revenue. Mình đừng nghĩ rằng mình xin giá, mình nghĩ rằng là mình đang come up với một cái recommendation cho cái group lead mà mình đã làm rất là detail rồi. Ok, hay quá Dũng. Rồi, cảm ơn Dũng rất nhiều. Những cái chia sẻ rất là quý báu ạ. Dạ vâng, em cảm ơn anh Dũng nhiều ạ. Em xin mời chị Anna Nhạn ạ, Group Director of Sales của Fusion Group ạ, một người chị cũng rất là thân quen với em trước đây và hiện tại thì cũng đang làm chung bên Fusion ạ. Dạ em mời chị. Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay mình thấy mọi người rất là sôi nổi, nhưng mà mình có hai cái chia sẻ nho nhỏ, cũng là một cái mà để cho các anh chị revenue hiểu thêm. Bản thân Nhạn thì hồi trước đây Nhạn làm tất cả các property nó independent đó, thì mình vừa làm sale, mình vừa làm revenue, mà mình phải vừa chịu trách nhiệm về cái toàn bộ doanh thu của khách sạn. Thì sau một thời gian khi mình vào group đó, thì nó lại có một cái câu chuyện là phân bổ giữa team revenue và team sale, nó là hai team riêng biệt. Và mình hiểu được totally là tất cả các concept của các anh chị làm sale thì mình đôi khi mình rất là bức xúc. Bức xúc ở cái chỗ như thế nào thì nãy giờ mọi người cũng hiểu, nhưng mà mình có một cái chia sẻ như vậy một chút xíu nè. Thứ nhất, về cái quan điểm về làm revenue á, mình thấy đa phần tất cả các anh chị revenue hay rất là ít nói. Ít nói là vì sao? Bởi vì sao? Các anh chị không có, các bạn sale á, thì khi mà mình, ví dụ mình làm ở một vị trí mà từ một bạn sales executive mình lên tới một vị trí DOS á, thì mình đã kinh qua rất nhiều các vị trí khác nhau. Nhưng không phải tất cả các bạn sales đều có thể hiểu được cái pricing strategy nó là cái gì. Thế các anh chị team revenue đã bao giờ mình gom lại, các bạn sales hôm nay là ta training cho các bạn hiểu được một tí về cái này. Vì sao mình lại chơi cái này, vì sao mình lại dùng cái kia, vì sao mình lại dùng cái nọ. Thì cái vấn đề ở chỗ là mình chưa hiểu được nhau. Khi mình chưa hiểu được nhau thì nó sẽ bring up lên rất là nhiều cái câu chuyện. Thực ra khi mà mình thấy là ngay cả cái cách làm giá đi, 10 năm trước thì hầu như các tập đoàn á, thì họ đã bắt đầu yêu giá ABCD này nọ. Nhưng mà các khách sạn independent á, thì hầu như là xài một cái giá rất là statistic là mình có giá TA, khung tier 1, tier 2, tier 3. Rồi tới giá của corporate là cũng tier 1, tier 2, tier 3 dựa trên production, rồi dựa trên experience ABCD này nọ. Nhưng hiện nay cái way đó nó lại là cái way cũ. Thì phải chăng là từ đó giờ tất cả hai team này mình không có chia sẻ nhiều với nhau trong cái câu chuyện là để cho các bạn hiểu và tâm phục khẩu phục. Đó là cái mà mình nhìn nhận ra, các bạn mình thấy rất nhiều
trong tất cả các team sale khi mình join thì các bạn sale luôn luôn fighting là em muốn cái này, em muốn cái kia, em muốn cái nọ. Và khi cái muốn của các bạn ở đó là khi các bạn đã thực sự hiểu được chưa? Đó là cái đầu tiên mà Nhạn muốn chia sẻ. Cái thứ hai là mình có giải thích cho các bạn là thế khi mình yêu giá, mình optimize maximum cái revenue á, thì mình phải làm như thế nào. Và khi mà các bạn sale, theo Nhạn thấy á, là bản thân Nhạn là một người sale mà trước đây Nhạn làm với một bạn revenue á, bạn giải thích cho Nhạn là ừ, theo ý em là như vậy, theo ý chị là như vậy. Thế bây giờ mình come up với một cái solution á, là ở chỗ là revenue hiểu được hết mình chưa? Và khi mà hiểu được hết mình rồi á, thì bạn revenue action như vậy thì bản thân team sale có thực sự là happy với cái đó hay chưa? Thì cái đó qua một quá trình làm việc á, thì chắc chắn là các bạn lúc đầu lúc nào các bạn cũng sẽ có những cái không mà đặc biệt trong cái thời gian vừa rồi nhận thấy là hiện nay cái fighting giá giữa OTA và TA và wholesaler nó cực kỳ mệt mỏi. Nếu như mà không phải công ty nào, không phải khách sạn nào cũng có cái điều kiện để làm cái dynamic rate ở online, ở trên website của mình để có thể định vị là ừ, nếu mà online giảm giá thì offline sẽ có một cái phần discount ABCD như vậy. Thì cái này nó là một cái mà gọi là không may mắn cho tất cả những bạn không phải là thuộc tập đoàn international. Bởi vì em thấy tất cả những anh chị mà đã làm international thì mình khi mình nói về, em cũng khoảng vài năm nay em mới bắt đầu em start, khi mà em dùng lead á thì em mới dùng tới cái giá là what, rồi giá khi mà giá mình muốn làm giá nào giống như chị Hà giải thích nãy giờ. Nhưng mà em bảo đảm với chị Hà là trong tất cả các bạn revenue mà ở khách sạn đập là gọi là independent, rất ít các bạn hiểu được cái concept này. Bởi vì khi xây giá mọi người không bao giờ xây giá cho phần yêu giá cho khách đoàn, mà cái concept này nó mới come up khoảng vài năm gần đây đối với các khách sạn independent. Khi mà các anh chị bắt đầu hiểu cái cách làm thì thực ra nó cũng có một cái vấn đề là cái nền tảng background của chúng ta đến từ đâu, và khi chúng ta hiểu được cái team của mình nó đang ở cái chỗ nào, chúng ta có giải thích cho mọi người hiểu rõ được cái concept đó từ đầu. Và khi mình thống nhất được từ đầu cái concept đó thì em nghĩ là trong cái câu chuyện khi mình làm việc á, mà mình chọn, với lại nó có một cái phần nữa đó là cái smart solution in choosing business, thì cái này á, nó sẽ dựa vào cái kinh nghiệm giống như em có thấy anh Thuận chia sẻ một trong các phần trước á, là khi mà mình nghĩ là mình ở một cái vị trí là DOS, mình nghĩ mình là DOSM rồi, mình đã smell được business mình như thế này kia, thì trong một số cái quyết định của mình ấy, mình luôn luôn là ở sale nó muốn như vậy nhưng mình lại không muốn như vậy. Rồi thêm revenue là bên gọi là mình sẽ là người trung gian để mình phải quyết định tất cả những cái mà để mà chọn lọc, thì thông thường các bạn sale nó sẽ không tâm phục khẩu phục nếu mình không giải thích được hết là tại sao đây là cái solution này của mình. Thì giống như Cường và chị Hà cũng đã giải thích, nhưng mà theo em nghĩ là càng lên cái vị trí cao thì nó sẽ càng có những cái mà mọi người sẽ cần phải hiểu nhau nhiều hơn. Và để mọi người không tránh tất cả các cái, theo em thấy một cái solution đơn giản đây, trước khi mình bắt đầu một cái việc gì thì tất nhiên là ở từng vị trí khác nhau, mỗi người, ví dụ như là các bạn sales manager, các bạn sales executive, chắc chắn các bạn sẽ không hiểu được cái này, nhưng các bạn vẫn đang phải chịu trách nhiệm về business. Cho nên là khi mà mình nói thì khi ở trong đây em thấy đa phần các anh chị là SM, là DOS là nhiều, thì đối với Nhạn ở từng vị trí khác nhau thì nó sẽ có từng cái solution khác nhau. Khi mình dealing với tất cả các position thì theo em thấy là revenue á, mình nhìn thêm cái điểm đó nữa để mình tránh tối đa những cái nó gọi là fighting với nhau để mình làm việc happy hơn. Riêng về cái phần mà Nhạn có một cái phần trên cái phần số 1 á, Nhạn thấy cái wrap up của mọi người rất tốt, nhưng mà em có một cái em bổ sung thôi. Đó là khi mà mọi người làm sale á, em biết mọi người sao, nhưng mà em thì em luôn luôn là khi em start năm 2005 thì khi em ngồi xuống em bắt đầu làm sale, em chuyển từ một vị trí là cô giáo sang em làm sale, nó cả một cái vấn đề. Thì mọi người có bao giờ khi mà cái này là một cái điểm rất là cần thiết cho tất cả các anh chị DOS á, cái này theo em thấy là khi em đã làm kinh qua rất nhiều cái vị trí thì em chia sẻ với các anh chị ở chỗ là mình có rất nhiều cái ưu điểm, mình có rất nhiều cái tốt ABCD rồi, nhưng mình đặt rất là nhiều cái position là mình phải đạt được cái này, mình phải đạt được cái kia, phải được cái nào. Nhưng bản thân tất cả các bạn sale có bao giờ tự target cho bản thân mình, bây giờ ví dụ mình start từ vị trí này cho đến vị trí này thì mình cần có cái gì,
đó là ví dụ như là em muốn từ sales executive em muốn lên sales manager, ngoài cái việc bạn làm tốt cái công việc của bạn, bạn achieve budget rồi, thế bạn làm thế nào để bạn làm manager, thì cái đấy em nghĩ là mình cần bổ sung thêm trên cái kiến thức ngày hôm nay là target của từng bản thân mình. Mình đặt ra target đó như thế nào, sau khi mình đặt target đó rồi thì how to achieve cái đó. Thì theo em thấy ví dụ như là em target bản thân em là 10 năm em từ vị trí sales executive em lên DOS chẳng hạn, thì trong 10 năm đó ngoài cái việc mình phải luôn luôn đặt target, mình phải luôn luôn thế này thế kia, thì bản thân các bạn có bao giờ các bạn đăng ký học thêm những cái lớp ngoài cái việc mà training trong trường, trong lớp chẳng hạn, thì em bản thân em cũng phải bỏ rất nhiều tiền ra để mình có thể mà mình học hỏi thêm những cái kiến thức bên ngoài. Mình đừng trông đợi là khách sạn phải training cho mình cái này, phải training cho kia, mà mình chủ động trong cái việc cái kiến thức của mình để làm sao mình đạt được cái mà mình mong muốn. Thì đấy là cái chia sẻ của nhạn nho nhỏ thôi, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng có một cái phần nào đó trong cái phần mà ngày hôm nay các anh chị. Rồi, ý thứ bảy, hồi nãy có 6 ý, bây giờ đến ý thứ bảy, rất là hay. Vâng. Em rất là cảm ơn chị Anna Nhạn ạ, một người chị rất là tâm huyết trong nghề và lúc nào cũng lại là thấy cái sự nhiệt huyết trong cái cách làm việc cũng như là việc truyền lửa tới các bạn sale trẻ, các cái nhân viên cấp dưới của chị nữa. Vâng, tiếp theo thì em xin mời chị Hà. Dạ, chị Hà có đôi lời chia sẻ với các bạn ạ. Mình rất là cảm ơn các bạn sales. Thực sự mà nói là hôm nay qua những buổi nói chuyện ngày hôm nay thì mình hiểu về các bạn và những cái challenge của các bạn rất là nhiều. Đứng trên cái góc độ của mình và những cái kinh nghiệm của mình ý, thì đầu tiên mình muốn giải thích cho các bạn một chút là cho dù là vị trí revenue ở international brand hay là local brand ý, thì cái mission của revenue là gì? Thì sometimes các bạn có thể thấy rằng là khách sạn revenue của mình tương đối yếu. Hãy chấp nhận điều đó, họ đã được chấp nhận vào trong khách sạn của mình và nhiệm vụ của mình, nếu mình là một sale giỏi, hãy hỗ trợ để các bạn ấy strong hơn, để hiểu business hơn và đưa ra những cái decision tốt hơn cho tương lai. Thế thì giải quyết được vấn đề về mặt gọi là human đó, thì cái mission của revenue ở đây, mình tổng kết lại từ cái kinh nghiệm làm với Ibis đến Sovitan Legend là gì? Thứ nhất, bọn mình phải đảm bảo rằng tất cả các segmentation đều generating revenue. Điều đấy có nghĩa rằng là gì? Trong một số ngày khi các bạn có một đoàn và nó over cái capacity của khách sạn, thế thì cái compensation cho các segment khác là như thế nào? Tại vì corporate loyalty guest vào những ngày constraint còn có một phòng thôi. Bây giờ tôi sẽ đưa cho agency đã produce cho tôi 1.000 room night, hay là tôi sẽ cung cấp cho một regular corporate guest. Đấy là decision mà revenue phải làm trong bối cảnh đấy, hoàn toàn không liên quan đến sales mà mang cái business case đánh ra. Cái thứ hai là gì? Bọn mình phải optimize cái profit cho khách sạn. Thế thì optimize business ở đây có nghĩa rằng là gì? Trong đầu bọn mình sẽ nghĩ về những cái channels mà mang lại profit cho khách sạn nhiều nhất. Hoàn toàn không phải là OTA nha. OTA là một trong những kênh mà cái distribution cost cao nhất trong tất cả các segmentation, và Shopee là cái segmentation mà mình phải reduce the most. Chẳng qua là gì? Mình thấy cái demand và cái marketing và cái traffic từ OTA nó quá nhiều trong một số những giai đoạn mà khách sạn cần thôi. Và cái thứ ba, cái mission của revenue ở đây là gì? Khi mà tháng 9 bọn mình đã có một cái demand forecast là 70% occupancy, mission của revenue là làm thế nào để mình đạt trên 70% đó. Bọn mình target vào cái incremental business revenue mà beyond cái demand forecast đó. Đấy chính là lý do mà là gì? Khi mà bọn mình có thấy có nhiều demand hơn trong một cái ngày nhất định nào đấy, ngay lập tức bọn mình nghĩ đến việc tăng giá, ngay lập tức bọn mình phải yêu cầu đoàn phải ăn thêm một bữa trưa hoặc một bữa tối. Và đương nhiên cái đấy nó mang lại cái challenge cho sale. Đương nhiên các bạn có thể say no và bọn mình sẽ tìm những cái opportunity khác. Nhưng khi mà các bạn nói là cái business đấy rất potential, khách hàng đó rất thế nọ thế kia, thì cái target và cái first thought của revenue sẽ là incremental business và revenue. Cái nữa là ok, bọn mình có thể có cái conflict. Thế thì ngày đó bọn mình refuse nhau và rất là upset lẫn nhau. Thế thì tại sao mọi người không rút kinh nghiệm cho những case future? Ý mình ở đây là cái decision making process cần phải simplify nó, giống như bạn Cường nói, khách sạn mình cũng như vậy. Bọn mình có một cái group rate sheet 2 years in advance, và như vậy là các bạn đã có được một cái idea về cái forecast và cái pricing mà có thể hợp lý với cái strategy của khách sạn. Và trong những cái ngày mà đặc biệt thì bọn, hoặc là những cái group quá đặc biệt, thì bọn mình phải come up lại những cái special decision hoặc là deal thôi. Và đặc biệt là với những cái đoàn như kiểu đoàn quan trọng
hoặc là miles ấy, thì các bạn sales nói hoàn toàn chính xác. Khi mà bọn mình đưa ra revenue, đưa ra một cái quyết định là cái hoặc là một cái recommendation mà nó thường, các bạn hoàn toàn có tại sao nó lại như thế. Với các cái đoàn event hoặc là một số những cái booking mà bọn mình quốc giá đặc biệt, bao giờ mình cũng giới thiệu hoặc là hướng dẫn cho các bạn sales là tại sao cái giá đấy hoặc là cái displacement cost mình lại phải cho khách hàng là bằng đó. Tại làm sao bọn mình như thế? Bọn mình không nên giấu nghề. Mình đồng ý là phần revenue cần phải có những cái improvement, có cái communication tốt hơn với sales. Tại vì sao? Khi mà các bạn hiểu cái process về revenue ấy, và tại một cái logic behind cái decision đấy, thì nó sẽ avoid những cái conflict in the future. Thế cho nên là sales sẽ cần phải hiểu được revenue giải thích. Mà nếu revenue quên mất không giải thích, các bạn phải hỏi why, tại sao cái decision đấy nó lại come up như vậy, hoặc cái recommendation đấy lại come up như vậy. Cái nữa là gì? Các bạn không phải học về revenue. Mình các bạn cảm thấy mình talent về cái mảng đấy, hoặc là mình rất là có number sense, ok, các bạn có thể học. Nhưng cái mà các bạn cần phải học mà nhiều bạn bị confused với học revenue, đấy là các bạn phải học những cái common KPI. Đấy là gì? Nó không phải chỉ là set account của segment hay là account của các bạn, mà nó là how to calculate the GOP, GOI, hoặc là total revenue. Ơi, em chỉ còn một phút nữa thôi nè. Đúng không ạ? Hoặc là market share. Thế thì đấy là những cái mà bọn mình cần phải clear khi mà bọn mình đến come up trong cái negotiation với khách hàng. Đấy là những cái đánh giá của mình. Ok. Cho chị một ý kiến một xíu thôi nè. Một phút, hai phút nữa thôi, vì tụi em phải wrap up. Một phút thôi, đúng rồi. Như vậy ha, chị từng manage cả revenue and sales, và chị thấy cả sales và revenue là đúng. Cái việc quan trọng nhất như Thuận nói là communication, cả hai bên phải hiểu nhau. Hiểu nhau ở chỗ nào? Các bạn revenue nhiệm vụ đó đặt ra là để optimize revenue cho khách sạn, không phải room không, F&B, tất tần tật liên quan đến tiền vào. Thì revenue họ chịu trách nhiệm chuyện đó, và họ đặt ở đó ra để làm cho có nhiều tiền hơn, đơn giản là như vậy. Vậy thì để những quyết định của bạn revenue, vậy có bao giờ các bạn sao hiểu cái từ displacement là gì chưa vậy? Hoặc là tại sao giống như hồi nãy bạn Trang có nói là không lấy tiếp tục 100, một rút 100 nữa, mà nếu mà lấy phải lấy với giá này. Từ vì họ monitor các segment, khi mà họ chỉ cần chuyển 5% segment của giá cao và họ chỉ cần lấy 2% thôi, thay vì là thấy lấy tới 10% của segment giá thấp, đó là cách họ deal. Thì chúng nghĩ sale có thể là chưa fully hiểu. Vậy thì chúng nghĩ là revenue nên có một buổi họp với sale, giải thích cho họ cặn kẽ cái việc các bạn tính revenue kiểu nào. At least là bạn hiểu khi mà revenue quyết định thì họ hiểu và họ support. Và ngược lại, sale cũng phải cung cấp cho revenue một cách thông tin chính xác nhất. Không chỉ là cái kiểu là muốn đòi giá rẻ đâu, không được. Ví dụ đoàn này mình đang còn commit với lại một cái thằng rất là cao, vậy chứng tỏ nó có tiền, mình không thể nó offer nó giá thấp. Thì cái information bạn càng cung cấp cho sale, cho revenue càng nhiều, thì cái việc revenue support bạn càng tốt. Và hai bên đều nhớ là cả hai bên đều chịu trách nhiệm đến việc cuối cùng là việc revenue chung cho các khách sạn. Bạn là những người leader, bạn phải quốc kiểu đó. Cái thứ ba chị muốn nói ở đây nữa là cái việc mà sao ha, share cái information giữa hai bên. Phải hiểu, giống như revenue sẽ chuyên vào calculation, còn bạn sale thì chuyên vào understanding các client đó. Thì chị nghĩ là hai bên phải communicate với nhau. Cái cuối cùng là ở đây không phải là cơ chế xin cho. Nếu khách sạn nào ở cơ chế xin cho, đó là wrong rồi, coi lại KPI. Hai bên đều report cho tổng, và hai bên cùng work với nhau để come up với một solution để tốt nhất. Và sale cũng không cái kiểu nào mà giận dỗi khi mà revenue quyết định kiểu này. Hỏi cho đến cùng cái này đúng hay sai. Nếu họ đúng thì phải chấp nhận đúng, chứ không thể nào mà gọi là mặt nặng mày nhẹ rồi tìm mọi cách để mà có cái business đó. Cái đó thì cái không hay. Rồi chị Đơn. Dạ, rồi, rồi. Cảm ơn chị Trúc rất nhiều. xin lỗi các anh chị. Xin lỗi các anh chị là vì thời gian mình cũng bị run out. Thật ra là chương trình thì mình chỉ dự kiến là kéo dài đến khoảng 4:45 thôi là phải kết thúc. Nhưng mà bây giờ cũng đã vượt quá giờ rồi. Thì mình nghĩ là cảm ơn các anh chị rất nhiều. Thật sự là chúng ta đã có một cái buổi thảo luận và chia sẻ nó cực kỳ gọi là cực kỳ ấn tượng. Mình tin rằng những cái point mà mình mang lên đây để chia sẻ và mọi người đã chia sẻ nó với một cái nó rất là thật. Những cái gì nó rất là thật và nó rất sát với thực tế. Cái đó là cái nó rất hay mà nó giúp ích được. Mình tin là nó giúp ích được cho rất nhiều người. Và ban tổ
tổ chức sẽ xin phép là sẽ record lại cái video này và để chia sẻ đến cho các cái cộng đồng, cho nhiều các anh chị khác, họ sẽ có thể biết được thêm những cái thông tin này và họ có thể ứng dụng được khách sạn của mình. Dạ thì thay mặt cho ban tổ chức thì cảm ơn tất cả các anh chị speaker đã tham gia từ cả hai team sale và revenue. Cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia, cùng tham gia đồng hành và chia sẻ, và nó cực kỳ sôi nổi từ đầu cho đến cuối. Và mình tin rằng cái những cái giá trị mà của cái đợt chia sẻ này nó sẽ mang lại cho cộng đồng là rất lớn. Và một lời cuối nữa thôi là mình cũng mong muốn rằng Việt Nam Hospitality Hub sẽ tiếp tục nhận được cái sự hỗ trợ từ các anh chị, là sẽ cùng các anh chị nào thấy rằng có những cái mà cần chia sẻ đến cộng đồng, mang lại nhiều cái giá trị cho cộng đồng ấy, thì hãy liên hệ với chúng tôi, và bên ban tổ chức sẽ sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng các anh chị để chia sẻ những cái topic nó mang những cái giá trị đến cho cộng đồng ha. Thì cái đó là cái message tôi muốn gửi cho cái lời kết ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị. Dạ vâng ạ, rồi em cảm ơn anh Thuận ạ, em cảm ơn team revenue và team rare. Em ngồi từ đầu đến cuối thì em thấy rằng cái số lượng mà khách tham gia bây giờ vẫn đang trên 100 người, mặc dù là mình ngồi đã 3 tiếng đồng hồ rồi ạ. Nên là, và nghe rất là nhiều và cảm thấy là rất là ngưỡng mộ những cái gọi là ý kiến đóng góp cũng như những cái lập luận rất là sắc sảo và chặt chẽ từ chị Hà, rồi từ chị Trúc, rồi từ anh Thạch. À, thì em hy vọng là trong những cái topic sắp tới thì ban tổ chức mở thêm vào những cái ngày cuối tuần đó, thì em hy vọng là cộng đồng mình sẽ tham gia thật là nhiều ạ. Em mời ban tổ chức và hai bên team sale và team re mình bật camera lên được không ạ, để mình chào nhau ạ. Dạ. Ok, mở camera nào. Dạ, yeah, em cảm ơn các anh chị. Yeah, bye bye mọi người. Ok, chào hỏi. Rồi, mình còn 3 phút người. Nữa. Dạ, mình còn đến đúng 5 giờ là link sẽ đóng. Cho nên là đó là lý do ban tổ chức cũng muốn wrap up nhanh. Yeah. Mình chỉ còn 4 phút nữa để nhìn thấy nhau thôi các anh chị ạ. mình tranh luận chứ mình đừng thù ghét nhau nha các anh chị. Ông đó là cái chuyên nghiệp mà Thuận cũng nói là thật ra trong môi trường chuyên nghiệp á, Thuận thấy rất là hay ở chỗ là thật ra mình tranh luận rất là nhiều, thật ra có thể đập bàn đập ghế các thể loại nhưng mà không có thù hằn cá nhân gì hết các anh chị. Cái đó mới là cái sự chuyên nghiệp ha. Và mình tin rằng đâu đó các anh chị cũng cảm nhận được việc đó, thật ra nó không có mang cái tính gì personal ở trong này á. Nó chỉ là thuần túy là business, mình tất cả là vì mục tiêu là business thôi. Đúng rồi. Thì cái đó là cái mình học được rất là hay trong môi trường gọi là chuyên nghiệp của quốc tế. Mai mình có cái chủ đề là how to turn reservation team and FO team to good sales force. Sales force. Dạ đúng rồi. Lúc cũng đúng. Mai rất là hay luôn á. Cũng là cái mình cho nó cũng khá là thiết thực để giúp cho bộ phận đặt phòng và quận xe của bộ phận FO của khách sạn á, họ nâng cái kiến thức của họ và họ sẽ đào tạo cho cái đội ngũ của họ để trở thành một cái lực lượng sales force cho nó gọi là hùng mạnh hơn. Tại vì cái lực lượng nó tính ra cũng rất là lớn, cũng đông ở trong khách sạn á, chứ nó không có ít nha. Đúng không ạ? Rất thiết thực nha, chị từ reservation lên nè. Chính xác luôn á. Cái bộ phận thông thường là mọi người bỏ quên. Nhưng hồi xưa chị mà làm reservation là không hề một cái điện thoại đặt xuống mà mất booking đâu nha. Phải có cho bằng được. Mà cái phần lớn reservation nhà em bán staycation là 90% là conversion được hết. Phần lớn là mình miss, phần lớn là mình miss training cái đội ngũ đó, đúng rồi đó. Đó là tên mình cũng từ đó. Đặc biệt là independent. Thành cũng từ reservation đúng không? Chúc cũng từ reservation. Và thực ra là mình cũng đã từng làm cái incentive program cho reservation cho hai khách sạn trước là Sheraton Nha Trang với Lumen Sài Gòn, và mình thấy rằng họ đóng góp rất là tốt trong cái việc mà increase cái idea với là họ upsell lên. À, mình nghĩ là Phong đã từng thấy cái điều đó, tại Phong cũng từng làm ở bên Lumen Sài Gòn á, thì họ hàng tháng cái incentive của họ cực kỳ cao và họ rất là patient nếu chuyện đó, cho nên họ trở thành cái gatekeeper cho bên revenue rồi, không cần phải revenue động vào họ đã tham gia. Sheraton Sài Gòn cũng đã xem á, một success story. Thực sự bác lại revenue, chị nghĩ là do sale phần lớn là không có understanding how revenue work á. Cho nên đôi khi họ cảm thấy bức xúc. Chứ tại vì chị cũng từng